Xin chào, tôi là Hoàng Yên Bình và tôi vừa mới tham gia khóa học sở cái bụng tháng 11 cùng với cả bạn bè đồng nghiệp ở bên DK Eyebrow, tên công ty là An Phùng Vương. Thì sau đây tôi xin trả lời 6 câu hỏi. Câu thứ nhất, bạn tự đánh giá mình là người như thế nào trước khi tham gia khóa học sở cái bụng? Tôi tự đánh giá tôi là người đủ tốt, nhưng mà vẫn phải cần tu sửa hàng ngày hàng giờ để mà có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình và hạnh phúc cho mọi người. Mức độ bạn áp dụng được delta T với các tình huống bất như ý trong cuộc sống được khoảng bao nhiêu phần trăm? Về việc áp dụng này thì tôi nghĩ là chắc khoảng 99%, bởi vì là tôi trước khi học sở cái bụng thì tôi cũng đã có thực hành cái việc là khoảng lặng trước khi mình ra quyết định hay dừng lại, sống chậm lại. Thì phản ứng quá nhanh thì thường là sẽ là sai lầm. Đó, thì khi học sở cái bụng thì bên sở cái bụng có quy ước bây giờ gọi thì đó là delta T. Thì tôi nghĩ là 99%, thì tại sao lại là 99%? Là vì 1% còn lại lúc say rượu hoặc là những lúc không tỉnh táo, bởi vì khi đã không tỉnh táo thì không sẽ không đủ tỉnh thức để mà làm mọi thứ nó chậm lại. Bạn đã thực hiện đối diện và chữa lành tổn thương với ai trong bài tập cuộc nói chuyện khó khăn, kết quả của nói chuyện đó thế nào? Câu 3 này thì tôi xin phép là không được chia sẻ. Bạn cảm nhận như thế nào với nội dung của khóa học? Về cảm nhận của tôi về nội dung khóa học thì tất cả những nội dung trong khóa học mà dựa trên kiến thức hay là những câu của thầy Thích Nhất Hạnh nói hay là những kiến thức ở trong quyển sách Search Inside Yourself thì rất là thú vị, thì là truyền tải cái cách mà khóa học sở cái bụng đưa lại theo một cách khác. Ví dụ chẳng hạn như là bước chân tỉnh thức thì nó là thiền hành, đúng không? Hay là ví dụ chẳng hạn như là khắc lên kim loại thì trong thời tiết hành cũng có nói là viết trên đá, đó. Thì những cái kiến thức như vậy thì là những cái kiến thức rất là nên phổ biến cho nhiều người biết thì tốt. Mong muốn của bạn khi đến với khóa học có được đáp ứng, và khi khóa học kết thúc thì bạn có cần ban tổ chức hỗ trợ gì không? Thực ra khi tôi đến khóa học sở cái bụng thì tôi không có mong muốn gì, thế nên thành ra là khi học xong thì nó cũng không có gì là đáp ứng hết, cũng đáp ứng cả. Thế còn kết thúc thì bạn cần ban tổ chức hỗ trợ gì không thì xin cảm ơn, tôi không cần hỗ trợ gì cả. Bạn muốn gửi lời gì tới ban tổ chức khóa học và sở cái bụng và những người đồng nghiệp chưa có cơ hội tham gia khóa học này? Đa số tất cả các đồng nghiệp của tôi hiện thời thì đều đã tham gia khóa học sở cái bụng rồi đó. Còn để gửi lời cho ban tổ chức thì xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một khóa học rất là thú vị. Thực ra thì trước khi tham gia khóa học sở cái bụng, em thấy bản thân mình là một người khá là nóng tính, bộp chộp và có thể gọi là có một chút một cái tôi khá là cao, một chút tương tự nữa. Thì khi mà được học về delta T thì em thấy là em áp dụng khá là nhiều và cũng khá là thành công trong cái cuộc sống hàng ngày. Tại vì thay vì trước đây thì em hay có cái chế độ ấm ức và là những cái việc mà bực tức chửi bệnh, thậm chí là có thể chửi bệnh ngay khi gặp những cái trường hợp gọi là bất như ý. Thì thời điểm sẽ áp dụng được delta T thì bây giờ nó hạn chế được khoảng tầm 70-80%. Em đã nghĩ mọi chuyện nó dễ dàng hơn và đã thả lỏng được bản thân nhiều hơn trước những cái trường hợp bất như ý. Thì về cái câu hỏi này thì em đã chọn bố của em, tại vì trong quá khứ em và bố của em cũng đã có rất nhiều cái sự hiểu lầm, cũng như đối diện với việc mà gia đình ra vỡ thì hai bố con cũng có khoảng cách gần lớn. Thì sau khi đến với khóa học thì em đã nói chuyện rất là thẳng thắn và chia sẻ với bố, thì hai bố con cũng đã đồng cảm với nhau nhiều hơn và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Và chắc là mối quan hệ thì nó đã không bị gọi là xa cách quá nhiều so với ngày xưa nữa. Mà tất nhiên là để mà gọi là có thể chữa lành cũng như là khôi phục về ngày xưa thì chắc là cần phải một thời gian nữa. Nhưng mà đây cũng là cái kết quả mà em đang rất là mong muốn thôi. Cái mà mình thích nhất khi được tham gia vào khóa học này đó chính là mình được biết về cái áp dụng delta T trong cuộc sống, cũng như là có một cái câu quote mà trong cái chương sách mà mình đã từng đọc, đó chính là cũng như mình mà thôi. Delta T thì sẽ khiến mình cảm thấy là chậm lại, có thời gian suy nghĩ nhiều hơn trước khi là để cho cái hành động xảy ra trước lời nói, và sau đó cũng như là mình sẽ không tổn thương đến những người xung quanh chỉ vì những cái suy nghĩ bồng bột của mình. Thì delta T đã giúp mình nghĩ chậm lại, trưởng thành hơn và có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Về cái chương trình như mình mà thôi thì mình cảm thấy như là nó giống như kiểu là khiến cho bản thân mình là đặt mình vào những cái người khác, ví dụ đặt mình vào cái suy nghĩ và cái cách người ta sẽ hành động để có thể thông cảm cũng như là chia sẻ với người ta nhiều hơn. Thật ra khi lúc đầu nghe đến khóa học thì em thực ra chỉ là đầu tiên là rất là thỏa thích cái sự tò mò của bản thân, cái thứ hai là em
thấy có người bảo là nó sẽ là thiên về những cái chữa lành cảm xúc, và khi mà đến với khóa học thì em đang được đáp ứng tất cả những cái em mong muốn, ví dụ như nhìn nhận lại cái tôi của bản thân, tìm ra những cái bản ngã của bản thân, được chữa lành cảm xúc từ những cái vấn đề tổn thương trong quá khứ, trong có thể là tại thời điểm hiện tại luôn, và sau đó là có thể là chia sẻ cũng như là cảm nhận về cái người xung quanh mình, đặc biệt là những cái chị đồng nghiệp đã cùng tham gia với em tại khóa học này. Đầu tiên thì em muốn chia sẻ với những cái người mà đồng nghiệp của em mà chưa có cơ hội tham gia khóa học này, thì thực sự đây là một cơ hội rất là tuyệt vời và mọi người đã bỏ lỡ nó mất rồi đấy nhá. Thì hy vọng mọi người sẽ có cơ hội được tham gia cái khóa học tiếp theo, tại vì khi mà chúng ta cùng ngồi với nhau và cùng làm bài tập cũng như chia sẻ những cái cảm xúc với nhau, cũng như là những cái câu chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, trong hiện tại, thì chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi và đoàn kết với nhau hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đấy thì em cũng xin cảm ơn đến anh Tiến cũng như là ban tổ chức của khóa học Sờ Cái Bụng, tại vì mọi người đã mang đến cho chúng em những trải nghiệm rất là tuyệt vời, cũng như là những cái bài học vô cùng bổ ích và khiến chúng em có thể nhìn nhận lại giá trị của bản thân, giá trị của những người đồng nghiệp, và kể cả trong những cái câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng khiến chúng em trân trọng hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn mọi người. Thì sau khi mà kết thúc khóa học được mấy ngày, khi mà không được đăng lên hoặc là không được chia sẻ cái cảm xúc hoặc những cái trường hợp mình gặp được trong ngày, thì em cũng cảm thấy hơi trống vắng và thiếu đấy ạ. Thì em nghĩ là sau này khi mà có một cái thói quen gì tốt như thế, thì nếu như có chuyện gì cần chia sẻ hoặc cần nhiều người biết hơn, hoặc đơn giản chỉ muốn viết ra để giải cảm nỗi lòng mình, thì em cũng sẽ đăng lên nhật ký vừa đi kênh. Trước khi tham gia khóa học ấy, thì mỗi khi mà nóng giận, cáu giận thì tôi thường hay mất bình tĩnh. Chị thấy nội dung của khóa học này rất hay và rất ý nghĩa. Nó giúp cho chị chuyển hóa tốt hơn trong mọi mối quan hệ. Nội dung mà chị cảm thấy thích nhất là bài Thiền Tông Len. Chị áp dụng Delta T được khoảng 80%. Chị mong muốn bản thân mình được hoàn thiện hơn, và nó cũng đã cải thiện được. Đây là một cái khóa học rất là tuyệt vời, và chị muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Minh và ban tổ chức đã xây dựng cái khóa học rất là ý nghĩa này. Chị hy vọng là tất cả mọi người sẽ biết đến và sẽ tham gia cái khóa học này để chuyển hóa mình và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn hơn. Chị nghĩ là rất hay và nên thường xuyên làm thế. Một là mình có thể giải tỏa được những cái điều tiêu cực gặp phải trong công việc. Hai là để mọi người đọc có thể hiểu mình hơn. Trước khi tham gia khóa học thì nói chung mình là người rất là nóng tính. Đôi khi là không kiểm soát hành động của mình. Nói chung thì trong cuộc sống hàng ngày ấy, thì khi mà gặp những trường hợp mà mình phải sử dụng em thương lan ra tên thì mình vẫn thường hay sử dụng, bởi vì là mình thấy nó cũng rất là tốt cho bản thân mình. Mình đã chữa lành vết thương của mình đối với chồng của mình, và cũng nói chung là 10 năm rồi. Mình cảm thấy là cái nút thắt này cũng đã được gỡ bỏ. Mình nói chuyện được với em rất là thoải mái, bây giờ mọi người cởi mở hơn. Bởi vì khi mà nói chuyện được cởi mở hơn thì hai vợ chồng mình cũng có cái cách dạy con tốt hơn. Nhưng mà mình rất là thoải mái trong cái này, và bản thân anh cũng rất là như thế. Nội dung của khóa học mình thấy là rất là tốt, áp dụng trong cuộc sống của mình. Và nội dung mà mình thích nhất đó là mình được áp dụng và cái chân ta tê hàng ngày vào cuộc sống của mình, và cái lắng nghe, chia sẻ với những người xung quanh của mình. Mong muốn của mình trước khi tham gia khóa học là mình muốn thay đổi tính cách nóng nảy của mình. Thứ hai là mình muốn hiểu con trai của mình, và kết thúc khóa học thì nó đã cho mình rất là nhiều điều mà mình cảm thấy là tốt. Đó là mình, hai mẹ con thì gắn kết với nhau hơn, và tính của mình đã kỳ chế nóng nảy của mình nhiều hơn. Mình nghĩ đây là một ý tưởng rất là hay để mình có thể chia sẻ được cho đồng nghiệp của mình biết tâm tư của mình, và cũng có thể đọc được những cái cảm xúc của mọi người để mình có thể học tập được nhiều hơn. Mình nghĩ là đây là một ý tưởng rất là hay. Mình có thể chia sẻ những cảm xúc và cái tình huống trong cuộc sống của mình cho mọi người biết, và mình cũng đọc được những cái tình huống của mọi người để mình học hỏi thêm, để mình không bao giờ mắc phải cái trường hợp như vậy nữa. Bình thường thì mọi người cũng hay khen là mình khá điềm đạm, nhưng thật ra thì mình thấy bản thân cũng hay rất là dễ mất bình tĩnh. Tức là nếu mà mọi có vấn đề gì xảy ra thì mình thường hay không kiềm chế được cảm xúc ngay, hơi run khi mà gặp phải cái chuyện gì mà không như ý là mình hay bị run và mất bình tĩnh luôn. Thật ra bây giờ để mà nói sau khóa học thì mình nhận xét là mình cũng cảm thấy mình kiềm chế được bản thân nhiều hơn, là cũng đã bình tĩnh hơn. Nhưng để nói là mức độ thành công thì chắc khoảng tầm 60%. Có những cái lúc vẫn không điều khiển cảm xúc.
nên là bình tĩnh hơn trước nhiều. Ra thì trong 2 tuần đầu tiên mình cảm thấy rất là hứng thú với những cái thực hành, những cái bài thực hành và những cái thử thách của khóa học. Còn tuần cuối thì thật ra là nó hơi khó so với mình, nên là chắc là bài học mà mình thích nhất là ở trong tuần thứ 2, tức là những cái bài học về lắng nghe và chia sẻ, hay là tức là từ cái quan sát việc ăn này, từ quan sát việc nghe và quan sát việc mình nói, đấy là những cái mà mình cảm thấy là tốt nhất và mình hứng thú nhất với cái bài tập này. Trước khi đến với khóa học thì mình có thấy các bạn đồng nghiệp của mình cũng đã tham gia và có những cái nhận xét rất là tích cực, thì mình cũng khá là tò mò và hồi hộp không biết là khóa học sau khóa học thì mình sẽ nhận được những giá trị gì. Và sau khi trải nghiệm 21 ngày thì cái đầu tiên mà mình cảm thấy mình nhận được, tức là mình nhận được nhiều sự lắng nghe và chia sẻ từ những bạn đồng nghiệp xung quanh hơn. Cái đấy là một cái điều mà mình đang cảm thấy rất là tâm đắc, và nhất là những cái thành viên trong tổ của mình, mình hiểu được các bạn nhiều hơn và các bạn cũng chia sẻ và lắng nghe với mình nhiều hơn. Thì chắc là mình cái giá trị lớn nhất mình nhận được là mình tập lắng nghe và hiểu được mọi người xung quanh nhiều hơn. Với những người chưa có thời gian để tham gia khóa học lần này thì em rất mong là mọi người sẽ có một cơ hội gần nhất để tham gia khóa học trải nghiệm tiếp theo. Bởi vì thực sự là khóa học đã đem lại cho bọn em cũng khá là nhiều những cái điều mà em nghĩ là trước đây em chưa bao giờ nghĩ tới. Ví dụ như là quan sát việc ăn uống hàng ngày, quan sát việc bước chân đi, tất cả những cái điều này rất là thú vị, nhưng nó đều đem lại một cái mục đích lớn là tập quan sát và lắng nghe bản thân mình nhiều hơn, lắng nghe mọi người xung quanh hơn. Và cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một cái khóa học mà đối với em cảm thấy nó khá là có ý nghĩa với em trong cái thời gian này. Tức là sau một cái thời gian hàng ngày rất là bận rộn với công việc thì mình có một cái thời gian để mình lắng lại, mình quan sát gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, và nó khá là hiệu quả cho em. Ít nhất là với công việc hàng ngày em cảm thấy là mình đang có cái sự thay đổi hơn, kể cả khi mà mình tiếp khách, khi mà mình nói chuyện với bạn bè, nó đều là những cái ảnh hưởng rất là tích cực đối với cuộc sống. Và tất nhiên là nên nếu mà có thời gian thì mình sẽ tham khảo với những khóa học tiếp theo. Thì cái bài thực hành thì nó cũng khá là thú vị, nhưng nếu mà để nói về hàng ngày thì nó cũng hơi khó đấy, bởi vì thật ra không phải ngày nào mình cũng gặp chuyện bất như ý. Nên nếu mà được nhận sự gợi ý hay là mình muốn đóng góp thì có thể là một tuần mình nên có một bài nhận xét, trong mình có thể nhận xét cả về những cái ngày trong tuần ấy, thì chị nghĩ là hợp lý hơn. Nên là nếu được thì duy trì cái này rất là tốt, nhưng mà nên là một tuần sẽ có một buổi kể cả lắng nghe, kể cả chia sẻ, thì chị thấy nó là hợp lý. Trước khi tham gia khóa học sở lớp thì em thấy em là một người khá là nóng tính, dễ cáu, dễ nổi nóng. Ngoài ra thì hay suy nghĩ nữa. Với những chuyện bất như ý khá đột ngột ấy, thì em chỉ áp dụng được khoảng 50%. Nếu nó xảy ra với cái khoảng thời gian nó dài hơn thì em sẽ áp dụng khoảng 75%. Về bài thực hành chữa lành tổn thương thì em đã gọi cho điện cho bố mình tại vì trước đó bố và em có một cái xích mích nho nhỏ nên là bố và con đã không nói chuyện rất là lâu rồi ạ. Qua cái bài thực hành này em đã có cơ hội để nhờ bạn bè, nhờ người thân khác kết nối bố và em với nhau để có cơ hội nói chuyện với nhau. Và bố và hiện tại thì bố và em đã thường xuyên nói chuyện lại với nhau như ngày xưa rồi ạ. Nhìn chung về nội dung khóa học thì em thấy nó là khá là thực tế, áp dụng vào cuộc sống. Ngoài ra nó có sự liên kết với nhau, mỗi bài học này có thể liên kết với bài sau ấy. Vì thế mình có thể áp dụng khá là logic. Em thích bài nào nhất? Trong khóa học thì em thích nhất là cái nội dung lắng nghe. Em thích được lắng nghe người khác và cũng đôi khi cũng thích được chia sẻ để người khác lắng nghe mình. Trước khi tham gia khóa học thì em mong muốn mình trở thành một phiên bản tốt hơn, hoàn hảo hơn, một con người vui tính hơn. Tuy nhiên thì sau khoảng 21 ngày tham gia khóa học thì em thấy mình chỉ mới áp dụng được khoảng 70% những kiến thức mà mình học được trong khóa học. Em sẽ trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục cố gắng áp dụng những cái điều mình đã học vào cuộc sống để mình trở nên tốt hơn nữa, vui vẻ và yêu đời nữa. Trước hết thì em muốn gửi tới lời cảm ơn tới ban tổ chức và Angelina vì đã có khóa học rất là ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Thứ hai là em mong muốn
muốn rằng ban tổ chức sẽ tiếp tục góp sức mình để tạo ra những khóa học ý nghĩa như thế này hơn nữa, và mong là mọi người sẽ có cơ hội, có nhiều cơ hội hơn để tham gia khóa học vì nó rất có ý nghĩa cho bản thân. Với những đồng nghiệp chưa tham gia thì em nghĩ là mọi người nên cố gắng dành một chút thời gian của mình vào mỗi sáng để tham gia khóa học, tại vì nó rất là có ý nghĩa cho bản thân mình và mọi người xung quanh. Em thấy việc này nó khá là hay ạ. Tại vì sau khi vừa tham gia khóa học thì em có nhìn thấy trên trang DK Giới Bộ chia sẻ của anh Tiến và chị Hân ấy. Em đọc và em thấy rất là ý nghĩa, tại vì em có thể từ đó học được, tạo được cho kinh nghiệm, góp thêm kinh nghiệm cho mình và hiểu mọi người hơn ấy. Tuy nhiên thì em thấy cái việc này nó hơi mất chút ít thời gian của mình ấy, tại vì mình phải dành thời gian tầm khoảng 10 phút để viết ra. Nhưng mà thay vì viết ra thì em nghĩ mình nó sẽ truyền đạt được cái biểu cảm của mình nhiều hơn ạ. Đấy, thì em nghĩ mình có thể thay đổi hình thức cũng được. Trong khóa học lần này thì em thấy rất tốt và ý nghĩa đối với em. Với em thứ nhất là trong bài học là lắng nghe và đồng cảm thì em được hiểu mình hơn và chịu lắng nghe người khác và đặt mình vào người khác. Em sẽ học học với em mà em cảm thấy tâm đắc nhất thì vẫn là cái Delta T. Và khi mà mình gặp một cái chuyện gì đấy thì mình sẽ phải dành ra một khoảng thời gian ngắn để mình suy nghĩ xem là mình dừng lại nhiều. Em cá nhân em thì em thấy là sau khóa học này bản thân mình cũng đã tự hành được rất là nhiều trong những cái vấn đề ở trong cuộc sống của bản thân. Tôi nghe sau khóa học lần này thì em học được nhiều điều trong khóa học mà em áp dụng được, áp dụng vào cuộc sống rất nhiều, thì em trưởng thành hơn. Trước khi đến khóa học thì em mong muốn được hòa đồng với mọi người, trong thời gian học em được kết cặp với cả giao tiếp với kết cặp với các bạn tốt và giao tiếp, thì thứ tiên là em hiểu được mọi người hơn và mọi người cũng hiểu về mình hơn. Em thì sau khóa học này em nghĩ là áp dụng được tầm 75-80%. Em sau khóa học này em áp dụng được khoảng 80%. Và cái cuộc trò chuyện khó khăn là em có chuyện với cả bạn của mình, thì sau cuộc nói chuyện thì mối quan hệ được cải thiện hơn. Đối với nội dung khóa học thì em thấy rất là hay và thiết thực, mình có thể áp dụng luôn thực tế với cả cuộc sống của mình, rất là dễ hiểu đó. Và nội dung mà em cảm thấy là tâm đắc nhất và giúp em chuyển hóa nhiều nhất đấy là nội dung hiểu và thương, tại vì thường thì em là một đứa ít chia sẻ cảm xúc nên là nhiều khi là em cũng hay dán nhãn người khác. Thế nên là khi mà học cái bài học này xong là em cũng có hiểu ra được nhiều điều rất là ý nghĩa. Trước khi tham gia khóa học Sửa Cái Bụng thì em tự đánh giá mình là một người ít chia sẻ cảm xúc và chia sẻ câu chuyện của mình cho những người khác. Em đã áp dụng được khoảng 60-70% Delta T trong cuộc sống của mình rồi ạ. Ở bài tập chữa lành thì em đã nói chuyện với cả bố em và bình thường thì vẫn là nói chuyện với nhau, nhưng mà đến không chưa bao giờ nghiêm túc và chia sẻ cảm xúc với nhau cả. Đấy, và sau cuộc nói chuyện đấy thì cũng khá là tốt đẹp, hai bố con cũng hiểu nhau hơn, cũng thấy cảm thấy là thêm gắn bó hơn rồi ạ. Trước khi tới khóa học thì em mong muốn là mình sẽ kiểm soát được cảm xúc cá nhân tốt hơn và sẽ cải thiện được những mối quan hệ xung quanh. Và khi mà học xong rồi thì em thấy là em đã có kết quả được khoảng 70-80% rồi. Trước tiên thì em rất là cảm ơn anh Tiến, chị Cún và chị Hân, trưởng phòng chăm sóc khách hàng đã gieo duyên và cũng đã tạo động lực cho em để em có thể là quyết định tham gia cái khóa học này, bởi vì là những cái kết quả thực tế em đã nhìn thấy ở anh chị chuyển hóa rất là tốt đẹp. Và em cảm ơn tới ban tổ chức, tới chị Ánh Hằng, chị đã rất là sát sao và đồng hành cùng bọn em, take care bọn em rất là tốt trong suốt quá trình học, suốt 21 ngày đấy ạ. Em muốn nhắn nhủ tới các chị, các anh khi mà chưa tham gia được khóa học này thì nên tham gia, mình nên trải nghiệm để nhận được những cái giá trị rất là tích cực, rất là tốt như mọi người đã thấy, những người đã học rồi. Em muốn nhắn nhủ tới các chị, các anh khi mà chưa tham gia được khóa học này thì nên tham gia, mình nên trải nghiệm để nhận được những cái giá trị rất là tích cực, rất là tốt
như mọi người đã thấy những người đã học rồi. Thường bình thường thì em là một người ít khi chia sẻ và em không thích cái việc chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người biết. Thế nhưng mà tuy nhiên là em sẽ cố gắng, em sẽ viết ra và cái câu chuyện của em cũng sẽ là bài học, biết đâu được lại là bài học cho người khác, và em cũng sẽ nhận được giá trị ngược lại từ những câu chuyện, những bài học của người khác. Trước khi con tham gia khóa học sửa cái bụng thì mình thấy là mình là một người là khá là hấp tấp, vội vàng, chung là làm việc gì cũng nhanh nhanh chóng chóng cho nó xong, chung là chưa tập trung hẳn vào công việc. Mình thấy mình áp dụng được cái Delta T vào trong cuộc sống khoảng tầm 60-65%. Cái cuộc nói chuyện khó khăn của mình thì thật ra để nói nó cũng không phải là quá khó khăn lắm, tại vì chuyện đấy là chuyện giữa gia đình mình, giữa bố và mẹ, nên khi mà có cái bài tập đó thì mình cũng gọi điện hỏi thăm bố, hỏi thăm sức khỏe của bố như bình thường, thì hai bố con vẫn nói chuyện và kết nối với nhau như bình thường, nên mình cũng cảm thấy là cũng không quá khó khăn, vì thật ra mình là cũng là một người không quá để bụng ở trong những cái chuyện mà làm cho mình bị tổn thương, nên khi từ trước đấy thì mình cũng vẫn gọi điện cho bố, nhưng sau khi có bài học đó thì mình đã gọi điện cho bố hỏi thăm bố nhiều hơn, nói chuyện hai bố con kết nối với nhau nhiều hơn nữa. Theo mình nội dung về khóa học thì mình cảm thấy là rất là ý nghĩa. Có những cái mà tưởng chừng như là rất là đơn giản trong cuộc sống nhưng mà không phải lúc nào là mình cũng có thể biết được. Ví dụ như là cái áp dụng Delta T trong cuộc sống hàng ngày này, hoặc là cái mà cảm xúc như là chỉ là một trải nghiệm trên thân của tôi. Cái đấy mình cảm thấy bài học đấy rất là ý nghĩa. Và qua cái bài học đấy thì mình cảm thấy là mình có thể tiết chế được cái vội vàng của mình hơn một chút. Mong muốn của mình đầu tiên đến với khóa học là thứ nhất là mình sẽ tiết chế được sự vội vàng của mình này, và sau đó khi mà mình đi làm việc là mình sẽ có thể là cái năng lượng của mình đến cuối ngày nó sẽ không bị mệt mỏi. Thì khi mình học thì mình cảm thấy là mình đi làm cả ngày mình cảm thấy vui vẻ hơn, đi làm một ngày năng lượng về mình không còn cảm thấy mệt mỏi và ưu ảo nữa. Chị nghĩ cái việc này cũng rất hay và ý nghĩa, để mình có thể hàng ngày khi mà mình gặp chuyện gì mình bất như ý thì mình có thể viết ra, để có khi những đồng nghiệp của mình hoặc là những bạn bè của mình đọc được những cái câu chuyện đó thì có thể rút kinh nghiệm cho những trường hợp của chính họ, như là rút ra bài học cho chính bản thân mình. Qua đây mình muốn càng gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức cũng như là các sếp của mình đã gieo duyên cho mình qua khóa học này. Qua đây mình cũng muốn gửi đến những người đồng nghiệp của mình khi chưa tham gia khóa học này thì nên trải nghiệm một lần, thì thật sự nó rất là ý nghĩa. Có những điều mà tưởng chừng như là rất đơn giản nhưng khi mà mình học xong mình sẽ cảm thấy là yêu thương và trân trọng cuộc sống hơn. Trước khi tham gia khóa học này thì mình là một người khá là nóng tính, cộng thêm là nói chung là mình chưa suy nghĩ thấu đáo ấy, thì có những cái trường hợp mà khi mình chưa suy nghĩ được đường tận lắm thì mình đã nói ra, có thể là ngay lúc đấy thì là có thể làm mọi người hiểu lầm, hoặc là có những lúc mà làm cho mọi người có cái suy nghĩ nó hơi sai về cái ý của mình nói. Đấy, nhưng mà sau khi tham gia khóa học thì sau khi tham gia cái khóa học sửa cái bụng ấy thì mình đã chín chắn hơn, cảm thấy là mỗi lần nói có một vấn đề gì đó thì mình sẽ lắng lại một chút và để đưa ra những cái câu nói hoặc là những cái quyết định nó phù hợp hơn. Từ đó thì mình thấy trong các mối quan hệ của mình thì mọi chuyện nó cũng sẽ được nhẹ nhàng hơn này, mọi người cũng vui vẻ hơn, và mình cảm thấy là mình không bị mắc những cái lỗi như hồi trước nữa. Đấy, và trong ví dụ trong trường hợp như kiểu với cả con cái cũng thế, trước đây thì mình cũng hay nóng giận với con, hay quát con đấy, nhưng mà bây giờ thì mình lại hiểu bé hơn. Trước khi có vấn khi cũng là trong trường hợp là bé nghịch chẳng hạn ấy, thì bây giờ mình đã biết cách để giải thích cho con và hai mẹ con cảm thấy vui vẻ hơn. Với cái mức độ áp dụng Delta T trong cuộc sống ấy thì mình cảm thấy là mình đang áp dụng được khoảng tầm 60-70% thôi. Tại vì có những cái trường hợp thì có thể là cái cơn bất như ý của mình nó vẫn bị quá lên và mình chưa thể cảm kiềm chế được. Nhưng mà hy vọng là với sự rèn luyện hàng ngày thì mình sẽ áp dụng được nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Mình đã áp dụng được cái cuộc nói chuyện khó khăn với chính em trai của mình. Đấy, trước đây là hai chị em là không bao giờ ngồi nói chuyện được với nhau quá 5 phút và đã có một cái hiểu lầm rất là lớn trong cái đợt giãn cách đợt vừa rồi. Nhưng mà sau khi học cái bài đấy thì
ngay lập tức trong sáng hôm đấy là mình đã gọi điện cho em mình để nói chuyện, và hai chị em đã cảm thông cho nhau. Và hiện tại bây giờ thì ngày nào em ấy cũng gọi điện hỏi thăm mình. Bây giờ hai chị em ấy rất là quý nhau đấy, và mình cũng cảm thấy là trước đây mình chưa biết lắng nghe em ấy. Mình đang đứng ở cái góc độ của một người chị khá là khó tính. Mình không biết đặt địa vị vào cái vị trí của em ấy, và cũng không biết cái suy nghĩ của em ấy vào cái thời điểm đó nó như thế nào. Nhưng sau khi bây giờ học xong rồi thì mình thấy là em ấy là người khá là trưởng thành rồi, nhưng mà bản thân mình thì lại luôn nghĩ em ấy là người trẻ con. Sau khi khóa học này thì mình đã thấy mình đã sai. Và bây giờ mình đã rút được kinh nghiệm rất là nhiều trong cuộc sống. Cảm nhận về khóa học thì mình cảm thấy khóa học này rất bổ ích, giúp mọi người lắng tâm hơn, biết suy nghĩ hơn, cũng như là có như là chuyển hóa được toàn bộ những cái trước đây mà lỗi lầm mà mình đã mắc đưa phải. Và mình cảm thấy là sao mình lại không đi học cái khóa này sớm hơn như mọi người. Cái chương mà mình yêu thích nhất đấy là chương cái gì nhỉ? Nội dung mình yêu thích nhất đấy là nội dung cũng như mình mà thôi. Đấy là tại vì khi mà vào cái nội dung này ấy, thì mình đã đặt vị trí của mình vào với cái người mà mình đang gặp hàng ngày ấy, thì mình có thể cảm thấy là mình yêu thương họ hơn, hiểu cho họ hơn và đồng cảm với họ hơn. Từ đó thì mình cũng áp dụng được rất là nhiều thứ trong quá trình học, như là delta t chẳng hạn các thứ ấy. Thì mình cảm thấy cái khóa chương đấy đối với mình thì nó đang chuyển hóa tích cực nhất. Nội dung mình yêu thích nhất đấy là nội dung cũng như mình mà thôi. Đấy là tại vì khi mà vào cái nội dung này ấy, thì mình đã đặt vị trí của mình vào với cái người mà mình đang gặp hàng ngày ấy, thì mình có thể cảm thấy là mình yêu thương họ hơn, hiểu cho họ hơn và đồng cảm với họ hơn. Từ đó thì mình cũng áp dụng được rất là nhiều thứ trong quá trình học, như là delta t chẳng hạn các thứ ấy. Thì mình cảm thấy cái khóa chương đấy đối với mình thì nó đang chuyển hóa tích cực nhất. Lời đầu tiên thì mình xin được cảm ơn ban tổ chức cũng như là anh Tiến và em Hân đã gieo duyên cho mình đến với khóa học này, để giúp mình có thể chuyển hóa nhiều hơn trong cuộc sống, cũng như là biết yêu thương mọi người nhiều hơn. Lời thứ hai là xin được cảm ơn chị Thúy, em Lê Lan của nhóm mình. Chị đã luôn đồng hành dẫn dắt và chỉ đạo cho bọn mình trong suốt trong quá trình học cũng như là những cái ngày tiếp theo này. Và đặc biệt là chị cũng rất là thân thiện khi và yêu quý bọn mình, khi mà hàng ngày chị vẫn còn inbox cho mình để gửi cho mình những cái cuốn sách rất là hay và bổ ích trong quá trình nuôi dạy con. Và mình muốn các bạn đồng nghiệp của mình tới khóa sau thì có thể thu xếp thời gian để đi học cái khóa sờ cái bụng tiếp theo, vì thật sự là cái khóa học này nó rất là ý nghĩa luôn ạ. Hy vọng mà chúng ta sẽ được học đầy đủ và sẽ tạo nên một cái doanh nghiệp hạnh phúc trong tương lai. Lời đầu tiên thì mình xin được cảm ơn ban tổ chức cũng như là anh Tiến và em Hân đã gieo duyên cho mình đến với khóa học này, để giúp mình có thể chuyển hóa nhiều hơn trong cuộc sống, cũng như là biết yêu thương mọi người nhiều hơn. Thứ hai là xin được cảm ơn chị Thúy, em Lê Lan của nhóm mình. Chị đã luôn đồng hành dẫn dắt và chỉ đạo cho bọn mình trong suốt trong quá trình học cũng như là những cái ngày tiếp theo này. Và đặc biệt là chị cũng rất là thân thiện khi và yêu quý bọn mình, khi mà hàng ngày chị vẫn còn inbox cho mình để gửi cho mình những cái cuốn sách rất là hay và bổ ích trong quá trình nuôi dạy con. Và mình muốn các bạn đồng nghiệp của mình tới khóa sau thì có thể thu xếp thời gian để đi học cái khóa sờ cái bụng tiếp theo, vì thật sự là cái khóa học này nó rất là ý nghĩa luôn ạ. Hy vọng mà chúng ta sẽ được học đầy đủ và sẽ tạo nên một cái doanh nghiệp hạnh phúc trong tương lai. Việc duy trì viết nhật ký cảm xúc của công ty ấy, thì mình thấy cái ý tưởng này rất là hay. Nó giúp cho mình có thể nhìn nhận lại bản thân của mình hàng ngày, cũng như là giúp cho mọi người có thể là chuyển hóa được tốt hơn từ những cái tình huống của mình, và mình cũng có thể học được từ những cái tình huống của mọi người để rút ra bản cho cái kinh nghiệm cho bản thân mình hơn. Và mình thấy cái này rất là hay. Mong muốn trước khi đến với khóa học này ấy, thì sau khi nghe chia sẻ của các bạn của cùng công ty đi các khóa trước, thì mình thứ nhất, việc đầu tiên đấy là mình muốn thay đổi
cách suy nghĩ cũng như là cách dạy con. Nhưng mà khi mà tham gia khóa học này, ngoài cái điều mình mong muốn đó thì mình lại áp dụng được cho với cả gia đình, đồng nghiệp, đặc biệt là với em trai và mẹ của mình. Đấy, thì bây giờ thì tất cả mối quan hệ xung quanh của mình nó cũng đang tốt dần lên rồi. Hy vọng là trong thời gian tới có những mối quan hệ từ rất lâu rồi mình đã cắt liên lạc ấy, thì mình có thể nối lại với họ bằng một cái gì đó vào một ngày gần nhất. Mong muốn trước khi đến với khóa học này ấy, thì sau khi nghe chia sẻ của các bạn của cùng công ty đi các khóa trước, thì mình thứ nhất, việc đầu tiên đấy là mình muốn thay đổi cách suy nghĩ cũng như là cách dạy con. Nhưng mà khi mà tham gia khóa học này, ngoài cái điều mình mong muốn đó thì mình lại áp dụng được cho với cả gia đình, đồng nghiệp, đặc biệt là với em trai và mẹ của mình. Đấy, thì bây giờ thì tất cả mối quan hệ xung quanh của mình nó cũng đang tốt dần lên rồi. Hy vọng là trong thời gian tới có những mối quan hệ từ rất lâu rồi mình đã cắt liên lạc ấy, thì mình có thể nối lại với họ bằng một cái gì đó vào một ngày gần nhất. Mong muốn trước khi đến với khóa học này ấy, thì sau khi nghe chia sẻ của các bạn của cùng công ty đi các khóa trước, thì mình thứ nhất, việc đầu tiên đấy là mình muốn thay đổi cách suy nghĩ cũng như là cách dạy con. Nhưng mà khi mà tham gia khóa học này, ngoài cái điều mình mong muốn đó thì mình lại áp dụng được cho với cả gia đình, đồng nghiệp, đặc biệt là với em trai và mẹ của mình. Đấy, thì bây giờ thì tất cả mối quan hệ xung quanh của mình nó cũng đang tốt dần lên rồi. Hy vọng là trong thời gian tới có những mối quan hệ từ rất lâu rồi mình đã cắt liên lạc ấy, thì mình có thể nối lại với họ bằng một cái gì đó vào một ngày gần nhất. Trước khi mà tham gia khóa học cái bụng này thì mình là một người cầu toàn và luôn nghĩ rằng mình làm được cái này thì người khác cũng sẽ phải làm được, luôn áp đặt cho người khác. Và cho đến khi mà người khác không làm được theo đúng ý của mình ấy, thì bắt đầu bùm, mình lên cơn tức giận, mình khó chịu với tất cả mọi người xung quanh vì không làm đúng theo ý của mình. Và đấy là cái nhược điểm của mình, cái điều mình biết là bản thân mình chưa tốt được điều này. Khi mà được học và được biết về Delta T ấy, thì đương nhiên là trong đầu lúc nào mình cũng nghĩ đến nó thôi, nhưng mà 100% tình huống thì chắc là chỉ có mình chỉ dám nhận là khoảng 50% là mình áp dụng được thành công thôi. Bởi vì có những cái tình huống là bản thân mình tự nhắc bản thân mình là áp dụng Delta T đi, cũng có những cái trường hợp phải nhờ đồng nghiệp của mình, người thân của mình, người ta nhắc là Delta T đi, Delta T đi. Nhưng tuy nhiên cũng có những cái trường hợp mà mặc dù bản thân tự nhắc nhở hoặc là đã được người khác nhắc nhở rồi nhưng mình vẫn chưa thể kiểm soát được nó tốt. Vậy nên là nếu như cho mình tự đánh giá thì mình xin tự đánh giá khoảng sông xanh là 50%, vẫn chưa thấy tự hào lắm, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ phải cố gắng luyện tập hơn nữa để có kết quả được cao hơn, tốt hơn. Cái bài tập đấy thì ở tháng 9 thì mình thực hiện với cả bố của mình, bởi vì hồi nhỏ là bố cũng hay dạy con bằng đòn roi, xong rồi để cho mình cảm thấy là mình không yêu bố nhiều cho lắm. Đúng thật sự nói thật là để khi mà mỗi lần mà bố có ốm đau hay là bố có gặp cái chuyện gì đấy thì thật sự là mình chăm sóc bố thì mình vẫn chăm sóc, nhưng mà đấy chỉ là bởi vì đấy là trách nhiệm của mình thôi, chứ mình cảm thấy là không được thoải mái với cái việc đó. Nhưng mà tuy nhiên là ở tháng 9 thì mình đã chữa lành được cái mối quan hệ đó rồi. Còn với cái tháng 11 thì mình cũng đã có chia sẻ cái câu chuyện của mình, bởi vì bản thân mình cũng là một người mà cá tính rất là mạnh mẽ, không phải là ai cũng có thể dễ dàng làm mình cảm thấy bị tổn thương cả. Cho nên là ở tháng 11 này thì cái bài tập đấy thì mình cũng chỉ xin phép là mình kể lại câu chuyện của mình thôi. Bởi vì thực ra là trước đó là mình cũng có một cái người bạn đã làm tổn thương mình, nhưng mà tuy nhiên là hai đứa cũng đã có đối thoại với nhau rồi và đã có chữa lành được một mối quan hệ đấy rồi. Và hiện tại là quan hệ của hai đứa đang hoàn toàn bình thường. Đương nhiên là không thể nào mà nó được yêu quý nhau như ngày xưa, nhưng mà chúng mình cũng đã có kết nối lại với nhau và có hỏi thăm nhau những cái gì cần thiết rồi. Đó, thì mình ở cái tháng 11 này thì mình chỉ chia sẻ lại về cái câu chuyện đấy của mình thôi. Khi mà tham gia hai khóa học tháng 9, tháng 11 thì mình thấy là các nội dung thì nó đều hay, ngày nào cũng có cái hay của nó. Nhưng mà tuy nhiên mình nói sâu hơn một chút là ví dụ như cái khóa học tránh kiến ấy, khi mà đi học về xong này, học về ba gốc của con người xong thì mình cảm thấy bản thân mình là một người hết sức tử tế, hết sức tốt đẹp so với những người xung quanh của mình, bởi vì mình biết về ba gốc rồi. Nhưng mà tuy nhiên là học sang những cái khóa sở cái bụng này này
đặc biệt là trong khoảng tầm 2 tuần đầu tiên thì bản thân mình lại thấy rất là tệ. Thấy mình, ồ, hóa ra là mình không hề tốt đẹp gì như là mình từng nghĩ cả. Còn thậm chí là có những khoảng thời gian ý, đặc biệt là hồi tháng 9 mình học mình thấy rất là tiêu cực. Bởi vì là ôi sao mình lại tệ như thế. Mình học mình toàn nhìn thấy những cái khuyết điểm của mình thôi. Mình toàn thấy mình là một cái người rất là xấu tính, rất là nóng tính, bla 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 nọ kia. Nhưng mà cho đến những cái bài về sau, những cái bài mà nhân lên sự tốt đẹp này, hay là thiền tôn ghen này, lắng nghe và đồng cảm này, những cái bài mà bắt đầu khi mà người ta khơi gợi cho mình về những cái điểm tốt của mình cũng như của người khác ấy, thì bắt đầu là mình mới thấy là nó tích cực hơn một chút. Và đấy cũng là những cái bài mà mình cảm thấy là nó rất là hay. Bởi vì là mình thấy trân trọng cuộc sống hơn, trân trọng những người xung quanh mình hơn, và trân trọng chính bản thân của mình hơn nữa. Mong muốn của mình khi mà tham gia khóa học hồi tháng 9 ý, thì trước tiên là để thỏa mãn cái sự tò mò của bản thân là tại sao nó lại tên là sờ cái bụng. Và thứ hai ý, bởi vì đây là một cái khóa học về cách sử dụng trí thông minh cảm xúc, nên đương nhiên là với một cái đứa mà nóng tính như mình thì mình chắc chắn là khi tham gia cái khóa học đó thì mình mong muốn rằng là mình sẽ cải thiện được cái sự nóng tính của mình. Và ngoài ra là với cái khóa học tháng 11 này thì cái mong muốn của mình khi tham gia nó là mình mong muốn sẽ có cơ hội được áp dụng Delta T nhiều hơn, được thực hành với những cái nhân sự ở trong công ty của mình, mọi người cùng nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau học tập để có cái kết quả tốt nhất. Và đương nhiên là khi mà học xong thì mình thấy là tình cảm của các chị em không chỉ riêng là nội bộ ở trong phòng chăm sóc khách hàng của mình, mà còn với cả những cái phòng ban khác nữa, thì thấy là mọi người yêu quý nhau và kết nối với nhau nhiều hơn. Và đương nhiên là đấy, cái mong muốn của mình đã được thực hiện trong khóa học này. Trước tiên là đối với ban tổ chức của khóa học Sở Cái Bụng thì em muốn gửi lời cảm ơn rất là sâu sắc, rất là chân thành tới mọi người, đặc biệt là thầy Dương Quang Minh. Bởi vì khi mà tham gia hai khóa học liền thì mới thấy thầy là một người rất là nhẫn nại. Khi mà ngày ngày ngoài cái việc dành thời gian ra để ôn bài, giảng bài mới, thì thầy còn dành rất là nhiều thời gian và công sức của thầy để lắng nghe các bạn học viên nữa. Thật sự là có những câu chuyện mà nếu như là em thì chắc là em đã gạt đi rồi, nhưng mà thấy thầy rất là nhẫn nại trong cái việc lắng nghe cũng như đưa ra lời khuyên cho các bạn học viên đó. Và tiếp theo đấy là em cũng muốn cảm ơn chung tới tất cả anh chị em trong ban tổ chức. Bởi vì em biết rằng là không chỉ riêng có cái khóa học Sở Cái Bụng này đâu, mà thầy Minh cũng như là những cái anh chị em ở trong ban tổ chức, ở trong nhóm nhân sự kế thừa, còn có rất là nhiều những khóa học khác, và nó cũng mang cái tính chất là phi lợi nhuận đến mọi người để hướng cho con người ta sống về bên trong ấy. Thì rất là cảm ơn ban tổ chức cũng như là thầy Minh một lần nữa đã đem lại cho chúng ta cái khóa học hay như vậy. Và tiếp theo đấy thì em cũng muốn cảm ơn tới chị Hằng Angelina tháng 11 này của nhóm chúng em. Chị Hằng thì cái này không phải là em dán nhãn đâu, nhưng mà thật sự là ở tháng 9 em được chị Hiền là người Angelina cho mình, thì lại thấy chị Hiền rất là tuyệt vời trong cái việc là đốc thúc chúng em tham gia học và trả bài tập rồi. Nhưng mà ở tháng 11 này thì chị Hằng còn là một cái gì đấy tuyệt vời hơn rất là nhiều trong cái việc đồng hành với chúng em, từ việc nhắn tin riêng về những cái tình trạng đặc biệt này, không chỉ riêng nhóm của em đâu mà còn có những nhóm khác. Chị có đọc bài và chị có nhắn tin tâm sự với em về việc là phải nâng đỡ, phải giúp đỡ các bạn cùng công ty của mình như thế nào, hay là cái việc mà chị ý tổ chức những cái buổi họp hiểu và thương để gắn kết những cái nhân sự ở trong nhóm của chúng em với nhau. Thì thật sự là rất rất là cảm ơn chị Hằng, biết ơn chị Hằng vì chị đã nâng đỡ và gắn kết chúng em rất là nhiều. Và em chúc cho ban tổ chức khóa học Sửa Cái Bụng và chúc cho thầy Minh cũng như là chị Hằng và tất cả các Angelina khác sẽ có thật nhiều sức khỏe để mọi người có thể nâng đỡ và đào tạo ra được nhiều những cái lớp học viên mới, có thể học và nhận được nhiều giá trị tốt đẹp như là công ty của chúng em. Còn ngoài ra thì qua đây thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các chị em khóa tháng 11 này, nhóm 2 đấy ạ. Các chị em nhóm 2 của chúng em là cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng nhau trong suốt 21 ngày chuyển hóa, và không một lần nào mà phải gieo hạt tài lực cả. Và cuối cùng thì rất là cảm ơn, em muốn gửi là lời đến những cái bạn mà chưa tham gia khóa học ấy, là mọi người hãy cố gắng tham gia khóa học này cho dù là chỉ một lần duy nhất thôi, để chúng ta có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, và chúng ta hãy dùng cái bộ lọc của mình để có thể chắt chiu những cái tinh hoa nhất của khóa học và để áp dụng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cái việc duy trì viết nhật ký cảm xúc ấy, đối với mình là một cái việc rất là hay, bởi vì bản thân mình ý, khi mà nhìn học sang cái khóa thứ hai này thì mình mới hiểu rằng là ồ, anh Tiến đang nghĩ thay đổi như thế bởi vì sao? Vì anh đã học liên tục
5 khóa, 6 khóa học liên tục, ôn bài liên tục, thực hành liên tục thì anh ấy mới có thể thay đổi như vậy. Vậy nên nếu như mà mình mới chỉ học 1 khóa và 2 khóa thôi thì nó mới chỉ gọi là cái sự trải nghiệm để mình biết đến nó thôi. Mình cần phải thực hành thật nhiều để mình không bị lãng quên đi nó. Và như mọi người thấy đã, mới chỉ kết thúc học được vài ngày thôi, mới không trả bài có một vài ngày thôi mà thật sự là bản thân mình cảm thấy là nó hơi thiếu đi một cái gì đấy. Cho nên là việc mà ghi chép lại nhật ký cảm xúc lên mỗi ngày ấy, nếu như mà mình có thì nó rất là hay. Bởi vì bây giờ ấy, mình đã từng làm việc ở DK từ những cái năm tháng mà nhân sự nó còn rất là ít, khoảng tầm chục người, hơn chục người thôi. Khi đấy thì mọi người gắn kết với nhau rất là rõ, có chuyện gì ở phòng ban này là phòng ban khác biết ngay. Nhưng mà tuy nhiên là bây giờ con số nhân sự ngày một gia tăng, các phòng ban thì mỗi phòng ban đã đều chuyên môn hóa phòng ban của mình rồi. Đôi khi đi làm là mình chỉ biết phòng ban của mình hôm nay làm gì thôi. Còn những phòng ban khác, những nhân sự khác thì mình không hề biết rằng là những cái người đồng nghiệp của mình họ có một ngày như thế nào cả. Vậy nên cái việc viết nhật ký cảm xúc này nó rất là hay, bởi vì nó có thể giúp mình chia sẻ câu chuyện trong ngày của mình với những cá nhân sự khác, đặc biệt là những cái câu chuyện nó không mấy hay ho ấy ạ. Bởi vì là bản thân chúng ta thì có những cái chuyện mà khi mà xảy ra với mình thì mình thường là giấu kín ở trong lòng, chứ mình không muốn tâm sự bộc bạch. Nhưng mà nếu như mà có cái việc viết nhật ký cảm xúc như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng kết nối và dễ dàng chia sẻ với người khác hơn. Và nếu như mà chúng ta áp dụng Delta T thành công rồi thì chúng ta có thể chia sẻ câu chuyện của mình lên để làm bài học cho những cái người khác nếu như họ rơi vào tình huống tương tự. Hoặc nếu như mà mình áp dụng chưa thành công hoặc là chưa thành công cho lắm thì chúng ta cũng có thể nhận được những lời khuyên từ đồng nghiệp của mình về những cái cách giải quyết tốt hơn, để nếu như lần sau mình có gặp phải cái trường hợp tương tự thì mình cũng sẽ biết cách giải quyết nó để làm sao mình cảm thấy hài lòng hơn và hài lòng nhất. Vậy nên là nếu như mà đi cây mà tiếp tục việc duy trì viết những cảm xúc thì mình nhất định là mình cũng sẽ tham gia. Thực ra thì trước khóa học này thì em cũng là một người khá là cầu toàn ấy, trong tất cả mọi việc đối với cả gia đình ấy, thì nhiều khi làm mình cũng hơi hơi tham lam, nghĩa là mong muốn chồng thì lúc nào cũng là phải theo ý của mình. Thế còn đối với cả công việc thì nhiều lúc là cũng có hơi nóng tính với cả khách. Thì trước đây thì em cũng làm ở phía bên ngân hàng ấy, thì cũng có tôi luyện được một số cái rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì trong công việc thì bản thân em vẫn là một cái người mà nó khá nóng tính. Và khi mà khách hàng có những cái mà nó bất như ý, nó không theo ý mình ấy, thì bản thân mình cũng sẽ cảm thấy rất là tức giận này, bức xúc này. Và nhiều khi là hay chửi lầm bầm khách hàng. Trong bài tập mà chữa lành đói thì thực ra thì đối với cả các cái mối quan hệ khác thì em thường hay không, nghĩa là có những cái mối quan hệ mà nó bị tổn thương quá chứ là sâu sắc, và người ấy mà mình thân nhất thì thường là người mà mình hay làm tổn thương nhất. Thì trong cái khóa học vừa rồi ấy, thì người em chữa lành nhiều nhất là người con gái của em và đối với cả chồng của em. Và thực ra thì sau khi mà chữa lành xong ấy thì kết quả nó cũng không nghĩa đạt đến như mình mong muốn, nhưng mà nó đã cải thiện hơn đến 85-90% rồi ạ. Thì sau khi học khóa học sửa cái bụng này xong thì em cảm thấy là nội dung của cái bài học sửa cái bụng này nó rất là thiết thực trong cuộc sống của mình. Thì cái cuộc sống của mình ấy thì nó luôn luôn là phải cần áp dụng liên tục những cái bài học mà thầy Minh đã dạy. Và ngoài ra ấy, thì cái bài học mà em cảm thấy là tâm đắc và mình được chuyển hóa nhiều nhất là bài Delta T và bài 5N, nghĩa là ngưng ngẫm, ngưng nghe, ngẫm nghĩ, nói. Tại vì thực ra thì trong công việc của em ấy là chăm sóc khách hàng, thì cái việc mà lắng nghe khách hàng nó thật sự là nó rất là cần thiết. Và ngoài ra thì như trước đây em đã nói đấy, là nhiều khi là mình cũng hay bị cảm xúc chi phối. Thế nên là khi mà khách hàng có nói những cái điều mà nó hơi khó nghe thì bản thân mình cũng cảm thấy khó chịu. Thì sau khi mà học lớp học này xong thì em đã áp dụng Delta T vào nhiều hơn, là đối với cả đấy là trong công việc. Thế nên là cái công việc của em hiện giờ ấy, thì em cảm thấy rất là vui vẻ và cảm thấy thoải mái. Thế còn đối với cả gia đình thì trước đây mình cũng, bởi vì là mình hay nóng, mình không lắng nghe
chồng hay là không lắng nghe con, và nhiều khi là mình hay quy chụp. Thế nên là thành ra là cũng sẽ có những cái nó bất đồng. Nhưng mà sau khi học khóa học này xong thì bởi vì áp dụng được nhiều thì em thấy là bản thân mình có chuyển hóa nhiều hơn, và các mối quan hệ xung quanh mình nó đang tốt dần lên, nó theo chiều hướng tích cực hơn. Thì trước khi tham gia khóa học này thì cái tò mò ấy là nó chiếm phần chủ yếu hơn. Thế nên là em cũng chưa có mong muốn gì là khi học khóa học này thì mình sẽ nhận được những giá trị gì. Thì nhưng mà tuy nhiên thì sau khi mà học khóa học này xong thì những cái giá trị mà mình nhận được ấy nó còn nhiều hơn như thế. Và ngoài ra thì mình cũng tự cảm nhận được là mình cũng có những cái giá trị cốt lõi riêng. Và trong công việc hay là trong cuộc sống thì mình cũng có thể là mình đều có thể là phát huy được những cái giá trị cốt lõi đó nó nhiều hơn. Đầu tiên thì em xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức cùng với chị Angelina là chị Hằng, là chị đã take care rất là nhiều đối với cả nhóm hai bọn em. Thì đầu tiên là em cảm ơn. Thứ hai là em gửi lời cảm ơn đến anh Tiến, chị Cún ạ, là đã tạo điều kiện cho tất cả mọi người ở trong công ty là có thể cùng nhau đi học khóa học và cùng nhau chuyển hóa. Thì thứ ba là em cảm ơn trưởng phòng chăm sóc khách hàng, là người cũng đã giao duyên cho phòng chăm sóc khách hàng cũng như là toàn thể các anh chị em đồng nghiệp ở DK đến với khóa học này. Và sau khi cái khóa học này thì thực ra thì em sau khóa học này thì em cũng có học thêm một khóa học nữa của thầy Dương Quang Minh, là khóa học mà dạy con cha mẹ từ zero đấy ạ, là nó sẽ tiếp tục vào 4 ngày tiếp theo luôn ạ. Thì em cũng rất mong là khóa học này sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho bản thân mình. Và mình là cha là mẹ thì mình cũng sẽ có nhiều những cái công cụ để có thể dạy con nhiều hơn. Và cũng xin gửi tới toàn thể các anh chị em đồng nghiệp mà chưa có dịp được trải nghiệm khóa học này thì mình nên một lần trong đời là hãy trải nghiệm cái khóa học này để có thể là chữa lành được các mối quan hệ mà trước đây mà mình chưa thể chữa lành được. Ngoài ra thì trong công việc nó cũng sẽ có những cái nó cải thiện và tích cực hơn đối với cả đồng nghiệp, đối với cả gia đình hay đối với những cái mối quan hệ xung quanh của mình. Đối với việc mà viết nhật ký cảm xúc ý, thì em cảm thấy là đây nó cũng là một cái việc nó rất là hay, nó rất là ý nghĩa và nó cũng có thể là kết nối được tất cả mọi người. Tuy nhiên nhá, thì thứ nhất là do công việc mọi người nhiều khi là cũng những mà anh chị chuyên gia lớn ấy, thì là anh chị cũng đã có chồng có con thì nhiều khi là nó cũng hơi một chút gì đó là nó cũng hơi khó khăn. Thì em nghĩ nhá, là mình nên là viết theo tuần hoặc là viết theo tháng thì nó sẽ ổn hơn. Thứ nhất là mình vừa có thể là chia sẻ với mọi người về câu chuyện của mình mà mình đã áp dụng. Thứ hai là mình sẽ chọn ra những cái mà mình tiêu biểu nhất trong tất cả những cái mà mình đã tên ra tê đó, thì nó sẽ mang, thứ nhất là mang đến kết nối cho mọi người nhiều hơn. Thứ hai là nó sẽ có nhiều những cái ý kiến tốt hơn là so với cái việc công việc hàng ngày. Tại vì em thấy tên ta tê ấy, thực ra thì không phải là chỉ những cái người mà người ta làm mình khó chịu là mới là tên ta tê, mà nhiều khi là dụ trời nóng nực này, hoặc là mình đi ra ngoài, hoặc là mình như em chửa này, nhiều khi em cảm thấy rất là bực mình với cái gì đấy mà nó không phải do người khác tác động vào, thì em nghĩ là những cái đấy nó nghĩa là chia sẻ thì nó cũng hơi bị nhàm một chút. Thì em nghĩ là nên hàng tháng hàng tuần thì mình có thể là chia sẻ một hai cái tên ta tê mà mình đã áp dụng, và nó là những cái tên ta tê mà nó tiêu biểu nhất, thì như thế là nó sẽ phù hợp với mọi người hơn. Nó sẽ thứ nhất là không bị tốn thời gian của mọi người, và thứ hai là nó cũng là một cái gì đấy để cho những cái người khác tham khảo và mọi người có thể kết nối nhau gần hơn. Okay. Trước khi tham gia khóa học này thì mình tự thấy bản thân mình là một người khá là nghiêm túc, đôi khi bị cứng nhắc, cho nên là khi mà mọi người tiếp xúc với mình là mọi người cảm thấy nhiều không được cởi mở và thật sự là happy khi mà tiếp xúc với mình, mọi người cảm thấy khá là gò bó. Từ khi mà học đến nay thì mình thấy là cái data này rất là ok, rất là thú vị với mình. Và để đánh giá về bản thân chủ quan của mình thì mình đánh giá là mình đã áp dụng được khoảng 8 đến 90%
đối với những tình huống bất như ý đối với mình. Trước đây trong cuộc sống của mình xưa nay thì mình thực sự là mình không ghét một ai, cũng không để làm ai tổn thương, cũng như là không mất kết nối bất kỳ ai cả. Cho nên là bài tập này thì thực sự là nó đang mình chưa làm được việc này, mình không làm được việc này. Mình đánh giá nội dung của khóa học này là khá là đa dạng, nó rất là nhiều cái mà hữu ích đối với mình trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Mình đã ứng dụng khá là nhiều trong các cái nội dung của khóa học và cho bản thân mình cũng như là đối với các mối quan hệ xung quanh. Còn cái nội dung mình cảm thấy là tâm đắc nhất có lẽ là hai cái, một là cái áp dụng này tên KT là khoảng ngưng, và cái thứ hai nữa là mình cũng rất là tâm đắc là cái nội dung khi mà mình lắng nghe mọi người, lắng nghe bằng tất cả những cái mà sự chú tâm hoàn toàn của mình trong cuộc nói chuyện đó, thì mình rất là tâm đắc với hai nội dung này. Mình đánh giá nội dung của khóa học này là khá là đa dạng, nó rất là nhiều cái mà hữu ích đối với mình trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Mình đã ứng dụng khá là nhiều trong các cái nội dung của khóa học và cho bản thân mình cũng như là đối với các mối quan hệ xung quanh. Còn cái nội dung mình cảm thấy là tâm đắc nhất có lẽ là hai cái, một là cái áp dụng này tên KT là khoảng ngưng, và cái thứ hai nữa là mình cũng rất là tâm đắc là cái nội dung khi mà mình lắng nghe mọi người, lắng nghe bằng tất cả những cái mà sự trung tâm hoàn toàn của mình trong nói chuyện đó, thì mình rất là tâm đắc với hai nội dung này. Chia sẻ là trước khi đến với khóa học thì thứ nhất là trong công việc của mình cảm thấy là khá là áp lực trong công việc. Mình thường xuyên bị những tình trạng ví dụ suy nghĩ quá nhiều, mất ngủ và bị stress nhiều đối với công việc của mình. Cái thứ hai nữa là vấn đề mình đang gặp đó là sự kết nối giữa hai vợ chồng. Mình đang có những cái vấn đề trong sự kết nối giữa hai vợ chồng. Thường xuyên hai vợ chồng có những cái sự bất hòa trong mối quan hệ hôn nhân. Và điều rất là may mắn là khi mình tham gia khóa học này xong thì mình cảm thấy như mọi chuyện nó đã được gỡ dần ra và mình đang cảm thấy là rất happy với cuộc sống hiện tại của mình. Đặc biệt là trong công việc thì mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn. Mình cảm thấy thật sự là mình đúng là một doanh nghiệp hạnh phúc. Trong một tháng vừa qua mình cảm nhận rõ ràng điều đó. Và vợ chồng mình sau một khóa học thì đúng là nó đạt sự thay đổi của hai vợ chồng, là vẫn rõ rệt hơn, hai vợ chồng biết lắng nghe nhau hơn, biết kìm nén cảm xúc của mình mỗi khi cơn giận dữ trỗi dậy hơn. Và đặc biệt là mối quan hệ giữa vợ chồng và các con với nhau sau khóa học thì mình đã thay đổi rất là nhiều. Chia sẻ là trước khi đến với khóa học thì thứ nhất là trong công việc của mình cảm thấy là khá là áp lực trong công việc. Mình thường xuyên bị những tình trạng ví dụ suy nghĩ quá nhiều, mất ngủ và bị stress nhiều đối với công việc của mình. Cái thứ hai nữa là vấn đề mình đang gặp đó là sự kết nối giữa hai vợ chồng. Mình đang có những cái vấn đề trong sự kết nối giữa hai vợ chồng. Thường xuyên hai vợ chồng có những cái sự bất hòa trong mối quan hệ hôn nhân. Và điều rất là may mắn là khi mình tham gia khóa học này xong thì mình cảm thấy như mọi chuyện nó đã được gỡ dần ra và mình đang cảm thấy là rất happy với cuộc sống hiện tại của mình. Đặc biệt là trong công việc thì mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn. Mình cảm thấy thật sự là mình đúng là một doanh nghiệp hạnh phúc. Trong một tháng vừa qua mình cảm nhận rõ ràng điều đó. Và vợ chồng mình sau một khóa học thì đúng là nó đạt sự thay đổi của hai vợ chồng, là vẫn rõ rệt hơn, hai vợ chồng ấy lắng nghe nhau hơn, biết kìm nén cảm xúc của mình mỗi khi cơn giận dữ trỗi dậy hơn. Và đặc biệt là mối quan hệ giữa vợ chồng và các con với nhau sau khóa học thì chúng mình đã thay đổi rất là nhiều. Mình thật sự là rất là biết ơn bạn Angelina của nhóm mình. Bạn ấy là một người rất là trách nhiệm, cần mẫn và bạn ấy đồng hành cùng với tất cả các thành viên trong nhóm rất tích cực. Những cái lời bình luận của bạn ấy cũng như là bạn ấy cũng biết cách để tạo động lực sau khi mà các thành viên trong nhóm gửi bài lên để trả bài. Thứ hai nữa là mình cũng đánh giá cái công tác tổ chức của ban tổ chức là rất là chuyên nghiệp. Tại vì trong một tập thể mà hơn 1.000 con người chia ra từng nhóm nhỏ và cách ban tổ chức sắp xếp giờ này và chia ra các đội nhóm, mình thấy là nó rất hợp lý. Và giờ giấc thì thực sự là nó không lệch đi một chút nào, rất là chuẩn chỉ. Còn đối với các thành viên chưa có đủ duyên cơ hội để được tham gia các khóa học như này thì thực sự là mình cũng rất là mong mọi người có thể thu xếp thời gian để tham gia các khóa học tương tự như thế này. Tại vì là với bản thân mình thôi, khi các bạn tiếp xúc với mình thì các bạn cũng đã nhận thấy sự chuyển hóa của mình, và các bạn dành lời khen đến mình thì mình cũng rất là hy vọng có một cơ hội nào đó thì các bạn có thể có cơ hội để mà tham gia được chuyển hóa, được nở hoa tương tự như mình. Dạ, vâng ạ. Mình thật sự là rất là biết ơn bạn Angelina của nhóm mình. Bạn ấy là một người rất là trách nhiệm,
cần mẫn và bạn ấy đồng hành cùng với tất cả các thành viên trong nhóm rất tích cực. Những cái lời bình luận của bạn ấy cũng như là bạn ấy cũng biết cách để tạo động lực sau khi mà các thành viên trong nhóm gửi bài lên để trả bài. Thứ hai nữa là mình cũng đánh giá cái công tác tổ chức của ban tổ chức là rất là chuyên nghiệp. Tại vì trong một tập thể mà hơn 1.000 con người chia ra từng nhóm nhỏ và cách ban tổ chức sắp xếp giờ này và chia ra các đội nhóm, mình thấy là nó rất hợp lý và giờ giấc thì thực sự là nó không lệch một chút nào, rất là chuẩn chỉnh. Còn đối với các thành viên chưa có đủ duyên cơ hội để được tham gia các khóa học như này thì thực sự là mình cũng rất là mong mọi người có thể thu xếp thời gian để tham gia các khóa học tương tự như này. Tại vì là với bản thân mình thôi, khi các bạn tiếp xúc với mình thì các bạn cũng đã nhận thấy sự chuyển hóa của mình và các bạn dành lời khen đến mình thì mình cũng rất là hy vọng có một cơ hội nào đó thì các bạn có thể có cơ hội để mà tham gia được chuyển hóa, được nở hoa tương tự như này. Dạ, vâng ạ. Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời nếu như Nikkei đưa những cái cốt lõi, những cái điều tuyệt vời nhất trong khoa học này áp dụng sâu hơn vào thực tiễn hàng ngày trong công việc và trong môi trường tại Nikkei. Tại vì sao khi làm được điều đấy thì mọi người có một nơi để là vẫn giải bày, để chia sẻ những cái tâm tư, tình cảm của mình, những cái vấn đề của mọi người đang gặp phải mà trước đây mình đang bị khó khi mà chia sẻ đối với những người khác. Và ngược lại, cái thứ hai nữa là đối với những người xung quanh, khi mà bạn áp dụng một tình huống delta T xử lý một vấn đề nào đó thì những người xung quanh bạn sẽ nhận được bài học, những bài học rất là hữu ích từ cái kinh nghiệm của bạn có được khi mà áp dụng các cái tình huống như vậy. Thì thật sự là nếu mà đây mình rất là hoan nghênh, mình sẽ hoàn toàn ủng hộ về vấn đề này. Thật là tuyệt vời nếu như Nikkei đưa những cái cốt lõi, những cái điều tuyệt vời nhất trong khoa học này áp dụng sâu hơn vào thực tiễn hàng ngày trong công việc và trong môi trường tại Nikkei. Tại vì sao khi làm được điều đấy thì mọi người có một nơi để là vẫn giải bày, để chia sẻ những cái tâm tư, tình cảm của mình, những cái vấn đề của mọi người đang gặp phải mà trước đây mình đang bị khó khi mà chia sẻ đối với những người khác. Còn ngược lại, cái thứ hai nữa là đối với những người xung quanh, khi mà bạn áp dụng một tình huống delta T xử lý một vấn đề nào đó thì những người xung quanh bạn sẽ nhận được bài học, những bài học rất là hữu ích từ cái kinh nghiệm của bạn có được khi mà áp dụng các cái tình huống như vậy. Thì thật sự là nếu mà đây mình rất là hoan nghênh, mình sẽ hoàn toàn ủng hộ về vấn đề này. Em thấy mình là người ít nói, dè dặt, cẩn thận. Trong các tình huống bất như ý thì em áp dụng được khoảng 70-80% nên là tê. Như trong cái phần bài tập em đã làm thì hiện tại em không có ai gọi là em không có cuộc trò chuyện khó khăn nào cả, vì em đã bỏ qua hết mọi chuyện rồi nên là em coi đấy không phải là tổn thương nữa. Nội dung của khóa học thì khá là thực tế và kiểu dễ áp dụng trong cuộc sống. Còn nội dung mà em thích nhất thì đấy là nhân lên sự tốt đẹp ạ. Mong muốn của em khi trước khi tham gia khóa học thì em muốn có một cái định hướng để mà hoàn thiện bản thân hơn. Và tính em thì nhút nhát nên là sau khóa học này thì kiểu khóa học đã giúp cho em hòa nhập với mọi người hơn và kiểu hiểu mọi người nhiều hơn. Em muốn có lời cảm ơn sâu sắc đến ban tổ chức đã tổ chức ra một cái khóa học này, và chị Angelina nhóm em thì em thấy cảm ơn chị rất nhiều, tại vì chị rất là dễ dàng để khiến cho bọn em thể hiện, gọi là kể câu chuyện của bản thân mình ra, và chị dìu dắt bọn em trong suốt 21 ngày. Và đối với những đồng nghiệp mà chưa tham gia khóa học này thì mọi người, anh chị em hãy tham gia đi, không hối hận đâu ạ. Thì em khá là ủng hộ, tán thành cái phương án này, tại vì nó giúp cho mọi người hiểu nhau hơn, giúp cho mọi người có thể tham khảo được cách xử lý của những người khác, để mà khi mà mình gặp phải thì mình sẽ có một hướng giải quyết tốt nhất đối với mình thôi ạ. Bản thân mình trước khi tham gia khóa học ấy là một người khá là trầm tính, nói chung là vấn đề về chia sẻ với mọi người hoặc là thể hiện cái sự quan tâm với tất cả những mọi người xung quanh vẫn bị ngại, mặc dù là bản thân trong lòng thì rất là muốn được
thể hiện cái tình cảm như vậy. Thứ hai nữa là mình thấy mình là một người hơi nóng giận trước khi xảy ra cái vấn đề mà xảy đến với mình. Mình thấy là mình đã áp dụng được đen đa tê vào trong cuộc sống của mình khá là nhiều, cũng phải được khoảng 80% đấy. Trong bài tập mà thực hành với cuộc nói chuyện với một mình đã thành với một người bạn của mình, đó là một người bạn học cấp 2. Nói chung là trước thì hai chị em rất là thân thiết với nhau, nhưng mà do khoảng cách về thời gian cũng như là hai người đều có những cuộc sống riêng nên là không có nhiều thời gian để gặp nhau nữa. Rồi dần dần thì hai chị em cũng phải 2-3 năm nay gần như là không còn liên hệ gì với nhau cả. Bản thân mình thì mình rất là vẫn còn muốn là kiểu như là hai chị em có thể gặp gỡ để trao đổi những cái hoặc chia sẻ với nhau những cái vấn đề trong cuộc sống. Nên là sau bài tập đó thì mình đã quyết định là gọi cho người bạn đó của mình và hai chị em đã có một cái cuộc nói chuyện với nhau. Cũng như là mình cũng chia sẻ được hết cái vấn đề là rất là muốn gặp lại thì bạn đấy và những cái khu hiểu lầm của hai chị em cũng trong cuộc nói chuyện đấy tự nhiên cũng được cởi mở để giải quyết nhiều hơn. Và kết quả là hai vợ chị em đã có một cái cuộc gọi là hẹn nhau là sẽ gặp mặt, có một cuộc gặp mặt gần nhất để hai chị em được đoàn tụ để san sẻ tiếp những cái cuộc sống, những cái vấn đề gặp mặt trong cuộc sống nữa. Mình cảm thấy khóa học rất là bổ ích, đã giúp mình có thể trải lòng và biết chia sẻ được nhiều hơn với những người thân yêu của mình, đặc biệt là với bố mẹ mình và cả người chồng của mình nữa. Các con của chúng mình áp dụng rất là nhiều trong cuộc sống với những cái người mà gần nhất đối với mình. Và cái bài học nữa mà mình cảm thấy là mình áp dụng nhiều nhất nữa đó chính là sử dụng cái những trường hợp delta xảy ra trong cuộc sống. Bởi vì hàng ngày mình đi làm này hoặc là ở trong gia đình có những cái chuyện có thể là khiến mình đặc biệt áp lực bởi vì với các con, tức là với anh con trai lớn thì đôi khi mình cũng đi làm và cháu cũng học hành, nhiều khi cũng khiến mình hay bị áp lực của mình khi mình không làm chủ được cái đó nên hành động của con. Và mình cảm thấy rất là khi mà mình sử dụng được delta và mình đã thay đổi rất là nhiều. Mong muốn của mình khi được tham dự khóa học này đó là mình có thể mạnh dạn và chia sẻ được tình cảm nhiều hơn với những người xung quanh, những người thân yêu của mình, và mình cũng thể kiềm chế được bớt những cái nhiều lúc những cái nóng giận của mình, có thể mình không để ý và làm tổn thương đến những người xung quanh và các con của mình. Mình muốn gửi lời đến ban tổ chức đó một cái lời cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức ra những cái khóa học rất là bổ ích để cho mọi người có thể tìm ra được những cái giá trị của bản thân, biết chia sẻ nhiều hơn, hoặc là có thể là đối với bản thân mình là có thể là có nghĩa trước những tình huống mình có thể kiểm soát được những cái cảm xúc gọi là nóng giận của mình. Với các bạn mà chưa có cơ hội được đi học thì mình cũng gửi lời là mong muốn các bạn là nếu mà có cơ hội để được tham gia khóa học thì mong các bạn hãy tham gia khóa học, bởi vì khóa học này rất là bổ ích. Các bạn sẽ khám phá được nhiều những cái giá trị nữa của bản thân của mình. Mình cảm thấy cái việc mà để tiếp tục sử dụng DLT và viết cảm xúc của mình lên hàng ngày ấy, thì thực ra nếu mà có cơ hội được để mà chia sẻ thì cũng rất là tốt. Nhưng mà mình nghĩ là có những cái mà việc sau khi áp dụng DLT là mình cũng đã gần như là cải thiện rất là nhiều rồi, gần như là kiềm chế được cảm xúc khá là nhiều. Và nếu như trong công việc mình nghĩ là có những công việc mà áp dụng trong công việc mà phải sử dụng cái DLT ấy, thì có thể là khi mà mình có việc lâu mình có thể chia sẻ lên để cho các bạn đồng nghiệp cũng như các bạn sau biết những cái tình huống như vậy. Còn lại về vấn đề gia đình thì chắc là sẽ chia sẻ sau. Trước khi tham gia khóa học này, tớ là người khá là nóng tính, nhạy cảm, với cả hay quát tháo to tiếng, kiểu cách nói chuyện của mình nó không được nhẹ nhàng. Mức độ áp dụng DLT với trong cuộc sống của tớ thì bây giờ nó là tầm, nó sẽ kiểu từ lúc biết cái đấy là lúc nào người tớ cũng sẽ 50% ấy, nghĩa là mình cũng sẽ không bao giờ mình quá nổi cáu đến như những lần trước nữa, mà bây giờ mình cũng được 50% rồi. Nhưng mà những cái gì mà mình bỏ qua nó được thì mình bỏ qua luôn, không cần phải áp dụng nữa.
Cái cuộc thực hiện nói chuyện này thì tớ chưa thực hiện được. Tại vì hiện tại thì tớ cũng mất liên lạc với người bạn đấy rồi. Câu chuyện này thì nó xảy ra từ năm cấp 3 của tớ. Và lúc ấy mình thấy nó khá là tổn thương, khá là buồn. Nhưng bây giờ hiện tại thì sau từng đấy năm thì nghĩ hồi đấy mình cũng trẻ con ấy. Và mọi chuyện nó cũng qua rồi thì thôi, tớ không nghĩ nhiều nữa. Chẳng qua là nó để lại dấu ấn cho mình hơi buồn buồn một chút trong cái lúc đấy thôi. Bây giờ thì không còn gì nữa. Nội dung của khóa học cảm nhận của tớ là tớ thấy mọi thứ đều rất là nhẹ nhàng, bình yên ý. Làm cho mình kiểu được trở lại những cái ngày xưa, kiểu cũng đã từng cái lúc mình trẻ con, đã từng có những cái lúc mình nhìn nhận và suy nghĩ mọi thứ như thế. Chẳng qua bây giờ lớn lên rồi, cuộc sống khác đi thì lúc đó suy nghĩ của mình đã thay đổi. Nhưng mà sau khi học khóa học này thì cái mà mình thích nhất đó là TNT và thiền. Mình đã ngồi thiền và nó thật sự có ích và nó giúp mình ngủ ngon hơn và dễ ngủ hơn. Giấc ngủ nó khá là quan trọng với mình và mình rất là thích thiền. Mong muốn của tớ khi đến khóa học này là tớ muốn mình là một người sẽ hòa đồng hơn này, dễ dàng chia sẻ những điều trong lòng mình với người khác hơn. Tại vì bình thường tớ cũng không phải là một người dễ nói chuyện với người lạ cho lắm. Tớ muốn gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới ban tổ chức Sờ Cái Bụng. Và tớ muốn mọi người, những ai mà chưa có cơ hội học thì sẽ được học và tất cả mọi người có thể cùng yêu thương nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn trong cuộc sống, giúp đỡ lẫn nhau. Tớ nghĩ cái việc mà mình chia sẻ cảm xúc của mình mỗi ngày ấy, nếu mà có cái trường hợp bất kỳ là mình sử dụng TNT ấy, tôi thấy đó là một việc nên làm và chúng mình nên tích cực tham gia để có thể chia sẻ với mọi người nhiều hơn nữa. Em tự đánh giá mình là một người rất là lạc quan và hòa đồng với mọi người xung quanh. Trong khóa học thì em đã áp dụng được khoảng tầm độ 50-60%. Dạ, trong bài thực hành chữa lành thì em đã có kể về việc đã chữa lành mối quan hệ với một người bạn thân. Nhưng mà việc đấy thì em đã hoàn thành trước khi tham gia khóa học. Trong khóa học thì em cảm thấy là mọi người kết nối với nhau tốt hơn. Đấy. Và em cũng còn khá trẻ nên là có một vài những cái điều trong khóa học mà mình chưa có thật sự cảm thấy mình cũng chưa cảm được hết ạ. Đấy. Còn trong khóa học thì điều em thích nhất là được cùng mọi người trao đổi, chia sẻ và kiểu giúp đỡ nhau ấy. Thế là mỗi lần kết nối với các bạn tốt. Khi tham gia khóa học thì em cũng không có mong muốn hay là đòi hỏi gì vào khóa học cả. Nhưng mà sau khóa học thì em cũng nhận được rất là nhiều giá trị từ khóa học này. Ví dụ như là kết nối với mọi người tốt hơn này, chia sẻ và hiểu thêm về những bạn trong tổ của mình cũng như những đồng nghiệp mà hàng ngày mình tiếp xúc. Khi tham gia khóa học thì em cũng không có mong muốn hay là đòi hỏi gì vào khóa học cả. Nhưng mà sau khóa học thì em cũng nhận được rất là nhiều giá trị từ khóa học này. Ví dụ như là kết nối với mọi người tốt hơn này, chia sẻ và hiểu thêm về những bạn trong tổ của mình cũng như những đồng nghiệp mà hàng ngày mình tiếp xúc. Em muốn gửi lời đến ban tổ chức là mong ban tổ chức sẽ thực hiện tròn sứ mệnh của mình và lan tỏa được khóa học đến nhiều người, bởi vì khóa học này khá là bổ ích và cần thiết cho mỗi chúng ta. Em muốn gửi lời đến ban tổ chức là mong ban tổ chức sẽ thực hiện tròn sứ mệnh của mình và lan tỏa được khóa học đến nhiều người, bởi vì khóa học này khá là bổ ích và cần thiết cho mỗi chúng ta. Với những đồng nghiệp chưa biết đến khóa học thì nếu mọi người có thể sắp xếp được thời gian hay điều kiện để tham gia thì mọi người nên tham gia, bởi vì khóa học này khá là bổ ích và áp dụng được nhiều trong thực tế. Với những đồng nghiệp chưa biết đến khóa học thì nếu mọi người có thể sắp xếp được thời gian hay điều kiện để tham gia thì mọi người nên tham gia, bởi vì khóa học này khá là bổ ích và áp dụng được nhiều trong thực tế. Trước khi mà biết đến khóa học Sờ Cái Bụng ấy thì bản thân mình thì hay có những cái cảm xúc, để những cảm xúc tiêu cực bị lấn áp vào trong cuộc sống rất là nhiều, coi như là sẽ bị ảnh hưởng luôn cả một cái ngày làm việc luôn. Lúc đấy tâm trạng là sẽ bị kiểu khó chịu và rất mất cả một ngày làm việc. Thì mình nghĩ là đã áp dụng được khoảng tầm 80%, nghĩa là đã có cái cảm xúc tích cực hơn rất nhiều trước những cái sự việc mà không mong muốn hoặc là bất như ý, không theo ý mình. Bài tập
đó thì chị có chia sẻ luôn là vì sự việc đấy chị nghĩ quá lâu rồi, và chị khi mà chị bị người ta làm tổn thương thì chị đã cũng có biết đến thời gian này là mình đã tha thứ cho họ rồi, nên chị không có muốn nhắc lại về cái tổn thương đã qua đấy của mình nữa. Chị nghĩ là mình tha thứ và chỉ cần biết là sống vui vẻ hạnh phúc với các cuộc sống hiện tại là được. Thì qua khóa học sở hữu thì rất là vui việc và được sếp giao duyên cho biết đến khóa học, thì thật sự là cái khóa học rất là bổ ích. Còn nhiều chị cũng áp dụng được nhiều nhất là cái bài học về Delta T mình đã áp dụng được trong, bởi vì chính nghĩa Delta T thì mình sẽ áp dụng được cả trong cuộc sống hàng ngày này, hay cả về trong công việc, về gia đình này, về con cái thì đều áp dụng được nhiều. Dạ, vâng ạ. Thì mong muốn trước khi mà chị học đến khóa học ấy thì là chị muốn được lắng nghe này, coi như cũng chia sẻ được với thứ nhất là với đồng nghiệp nhiều hơn, thứ hai là với người thân trong gia đình và con cái. Thì từ chị đã thấy sau cái cuộc sau khóa học là mình đã thay đổi được cũng khá nhiều. Đối với con cái là cũng nền tính hơn, nghĩa là không còn quát tháo rồi có những cái cảm xúc kiểu tức giận ngay lập tức ấy, để cho con nó có thể thể hiện tình cảm nhiều hơn. Là chị rất cảm ơn anh Tiến vì đã gieo duyên để cho bản thân chị cũng như mọi người biết được điều khóa học, để có thể tất nhiên là không áp dụng được quá nhiều nhưng mà cũng cải thiện được cái coi như là cảm xúc này cũng như là suy nghĩ nhiều hơn rất là nhiều. Dạ vâng. Thì đối với ban tổ chức thì chị gửi lời cảm ơn đối với cả thầy Minh cũng như ban tổ chức đã có khóa học rất là ý nghĩa và bổ ích để cho mọi người có thể cùng tham gia. Thì sau khóa học này chị cũng mong là những ai chưa biết đến khóa học thì sẽ tìm hiểu và có cơ hội cũng được học và đồng hành cũng như là chia sẻ lại với những người sau nữa. Vâng ạ, kể chị. Nghĩ thì cái đấy điều mà mình mỗi ngày mình có những sự việc bất như ý thì mình cũng vẫn có thể chia sẻ được lên trên trang nhóm của công ty để làm sao mà mọi người đều cùng có như cũng vừa cùng đọc được này và vừa có thể áp dụng được vào trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Ok. Xin chào Lân. Cậu ơi, cậu có thể cho tớ xin cái tự đánh giá của cậu về bản thân mình? Cũng được, nhưng mà cố gắng nhìn ít thôi để có tham gia khóa học hay không. Trước khi mà tham gia khóa học sở hữu ấy, thì tính cách của tớ rất là nóng tính. Bình thường ví dụ vào một vấn đề gì đấy thì thường là sẽ thể hiện ra luôn thái độ là mình không hài lòng, là không vừa ý này kia. Nhưng mà sau khi học xong cái khóa học sở hữu ấy thì được thầy hướng dẫn cho cái cách mà mình ngưng lại khi mà mình gặp một vấn đề bất như ý trong cuộc sống ấy, thì hầu như là mình đã thay đổi rất là nhiều. Người mà làm cho mình tổn thương trong cái bài tập đấy thì mình có biết là về người yêu cũ. Tuy nhiên là thời gian trôi qua cũng khá là lâu rồi, và thời điểm đấy thì có thể như là hai đứa mới lớn lên ý. Thế nên là khi gặp vấn đề đấy mình nghĩ là nó là một vấn đề tổn thương và là khổ nhau, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Hầu như là bọn tớ đã lớn lên và ai cũng có cuộc sống riêng. Thế nên là bài tập đấy thì trong khóa học của mình không hoàn thành. Chắc là gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ban tổ chức, bởi vì là mọi người khóa học thì hoàn toàn miễn phí nhưng mà thầy dạy rất là tâm huyết, luôn luôn lắng nghe. Ngoài những cái việc mà dạy bình thường hàng ngày còn có những buổi chia sẻ của mọi người thì nghe rất là thích, với lại có rất là nhiều cái kinh nghiệm để mình học tập được sau khóa học đấy. Thế là rất là cảm ơn thầy và ban tổ chức. Ngoài ra thì nếu như mà những bạn khác mà ai mà chưa có dịp được học khóa sở hữu thì có thể đăng ký tham gia học, bởi vì nó rất là gần gũi trong cuộc sống này, nó sẽ giúp mình thay đổi rất là nhiều thứ, có nhiều cái nhìn khác nhau hơn. Cái người mà làm cho mình tổn thương ấy thì tôi thấy cũng rất là tốt luôn ấy, bởi vì là thực ra khi mà gặp một vấn đề gì đấy thường là mọi người ít khi, nếu ví dụ gặp được ai tin tưởng thì mọi người có thể chia sẻ được, nhưng mà thường nếu mà không, rất nhiều người chọn cách là giữ riêng cho mình thì nên là khi mà mọi người biết sao, mọi người chia sẻ được ấy, thì có thể làm bớt đi được cái việc là mình bị khó chịu bởi cái việc đấy này. Còn là ngoài ra mọi người cũng dễ dàng chia sẻ hơn, những người khác nhìn vào sẽ hiểu nhau nhiều hơn, thì tôi nghĩ là rất là tốt.
Ok cậu. Những nội dung trong khóa học thì thường là khá là những thứ mà trong cuộc sống hàng ngày ít nhiều gì đấy mình cũng sẽ áp dụng được. Thế nên là trong cái việc học khóa học thì cái việc mà mình chuyển biến nhiều nhất đấy là mình đã sử dụng cái NLP trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong cả cuộc sống và trong cả công việc. Bởi vì hầu như là công việc của mình liên quan đến khách hàng khá là nhiều. Thế nên là đôi khi mình có rất là nhiều cái cảm xúc khác nhau. Thế là mình áp dụng cái đấy rất là nhiều trong công việc. Bởi vì mình chưa học cái khóa sửa cái bụng, thế nên là trước khi học ấy, thì mình nghĩ là cái khóa này học sẽ rất là nhiều thứ được cao cao hơn một chút, nhưng mà thực ra là thầy dạy rất là nhiều thứ gần gũi với lại cuộc sống hàng ngày. Thế nên là hầu như là mình rất là thích thú trong mỗi buổi học khác nhau, cộng thêm là sau mỗi buổi học thì đều được ôn tập này. Thế nên là mình hiểu được vấn đề rõ hơn, áp dụng được nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Tại thời điểm hiện tại thì hầu như là trên 90% mỗi khi mà gặp một trường hợp nào bất ngờ trong cuộc sống thì mình đều nghĩ đến việc là mình đã làm khóa sửa cái bụng, thế nên là mình đã ngưng lại. Trước khi tham gia khóa học sửa cái bụng thì bản thân em cảm thấy là một người khá là tiêu cực, khá nhiều tiêu cực, vì là bất cứ một cái lời nói của ai đấy thì đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của mình ngay lúc đấy ấy, hoặc là một vài ngày sau. Sau khi học khóa học này thì cái mức độ áp dụng lên NLP của em cũng được khoảng 70%. Em đã thực hiện cái cuộc trò chuyện đó với bố và cháu gái. Thì sau khi mà cuộc nói chuyện đấy xong thì em cảm thấy là khá là thành công với hai cuộc nói chuyện đấy. Thì tình trạng cải thiện được mối quan hệ giữa bố con và giữa dì cháu thì cũng khá là tốt đấy. Mong muốn lớn nhất của em khi mà tham gia khóa học là được chữa lành với cháu gái. Tại vì là hai dì cháu thì trong khoảng thời gian vừa rồi vì bạn ấy cũng ở nhà học và cũng có khá là nhiều cái bất cập và khó khăn, cho nên là mình thì mình muốn là bạn ấy phải làm thế này làm thế kia theo ý của mình, nhưng mà mình lại không biết cách như thế nào để diễn giải cho cả hai dì cháu nó thoải mái trong những cái cuộc nói chuyện. Thì đấy là cái mong muốn lớn nhất sau khi mà học khóa học này. Trước hết là em xin cảm ơn anh Tiến là người đã gieo duyên cho em đến khóa học này, và cảm ơn Hân đã là người động viên cho em rất là nhiều để em có động lực tham gia khóa học. Và sau cùng là em xin cảm ơn ban tổ chức cũng như là chị Angelina, chị Hằng ạ, đã cùng đồng hành với chúng em và hỗ trợ chúng em rất nhiều trong 21 ngày vừa qua. Và em rất mong là những đồng nghiệp của mình cũng được trải nghiệm cái khóa học này, và mong mọi người nên thử một lần trải nghiệm khóa học để có thể biết được những cái sự tốt đẹp mà khóa học này mang lại. Về việc viết nhật ký cảm xúc thì em cũng thấy là một ý kiến khá là hay. Tuy nhiên thì bản thân em cũng là một đứa khá là hiền lành, cho nên là ít khi phải áp dụng cái trường hợp delta t. Cho nên là nếu mà em có thì em cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ, để nếu mà có những ai mà cũng giống cái trường hợp tương tự như em thì cũng sẽ có cái cách để mà rút ra kinh nghiệm. Còn ví dụ như là em áp dụng chưa thành công thì mọi người có thể vào và giúp đỡ em, hỗ trợ và đưa cho em những cái lời khuyên tốt nhất. Nội dung của khóa học thì khá là hay, tại vì cái nội dung đó là chính là những cái bình thường mình nên phải làm khi mà gặp một cái sự việc gì đấy diễn ra. Thì tuy nhiên là sau khi mà học khóa học thì chính xác là mình mới nhận biết và gọi tên được nó là gì. Thì em cảm thấy là cái khóa học này khá là thiết thực và hay. Và cái bài học mà em cảm thấy hay nhất là bài ngã ba thần thánh. Tức là khi đứng trước một sự việc nào đấy thì em luôn có một cái khoảng để chững lại và nghĩ lại xem mình sẽ lựa chọn như thế nào để không hối hận về cái lựa chọn đó. Và mình sẽ cố gắng đi đến cái lựa chọn cuối cùng làm sao cho nó thành công nhất. Việc mà EK tiếp tục viết nhật ký hàng ngày thì em nghĩ là nó được rất là tốt đấy ạ. Tại vì là thứ nhất là mình có thể trải lòng ra được tất cả những cái gì mà mình đang cảm thấy này, rồi những gì mình trải qua và cách mình giải quyết như thế nào. Thì cái việc đấy không chỉ giúp cho bản thân mình mà còn giúp cho những người đồng nghiệp, những người bên cạnh có thể hiểu được mình, và có thể từ cái câu chuyện của mình đến đâu đó để có thể giúp được cho bản thân họ ạ. Em xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã mở ra học sửa cái bụng để cho tất cả đồng nghiệp tại EK, anh chị em tại EK có cơ hội để được học hỏi. Và em muốn gửi lời đến những đồng nghiệp mà chưa có cơ hội tham gia sửa cái bụng là nếu có cơ hội thì mình
tham gia khóa học để có thể chuyển hóa và thay đổi bản thân mình. Mong muốn của em khi mà khóa học lại bắt đầu thì em muốn là có thể bản thân mình có thể biết được nhiều kiến thức hơn, nhưng mà điều bất ngờ là em được bao nhiêu phần trăm? Được 90% ạ. Mong muốn của em khi mà khóa học mới bắt đầu thì em muốn là có thật nhiều kiến thức mới để có thể áp dụng, nhưng mà điều bất ngờ là những cái mà em mong muốn thậm chí còn hơn cả như vậy. Em đã có rất là nhiều kiến thức cho bản thân mình để áp dụng cho sau này. Trước khi tham gia khóa học này thì Phương đánh giá mình là người như thế nào? Trước khi tham gia khóa học thì em thấy mình khá là nóng tính và vững vàng trong mọi quyết định của em. Em đã lừa dối với cả bạn trai của em. Thì trước đây thì bọn em cũng đã có khá là nhiều cái xích mích. Hai người đã không hiểu nhau và gây nên những cái cuộc cãi vã cũng đã có nhá. Thì sau buổi học thì bọn em đã ngồi lại với nhau để gỡ rối mọi vấn đề, cùng thì bọn em cũng đã giải quyết được ạ. Trước khi tham gia khóa học này thì em đánh giá mình là một người rất là nhạy cảm, chưa tiết chế được cái cảm xúc của mình và hay bị kích ứng bởi những cái điều bất nhị xung quanh mình. Sau khi học xong khóa học này thì em thấy gần như là trong cuộc sống của mình gần như là không có điều gì bất nhị, và khi mình thi thoảng có áp dụng Delta T thì em nghĩ là đánh giá là mình 90% là không cần đến Delta T nữa rồi. Một. Em đã thực hiện chữa lành với một chị đồng nghiệp của em và kết quả cuộc nói chuyện đấy rất là tốt đẹp và hai chị em lại yêu thương nhau như cũ. Một. Em thấy là cái khóa học rất là ý nghĩa, rất là mang lại cái nhiều cái ý nghĩa thực tế, thực tiễn. Em thích nhất là nội dung của những cái buổi bài giảng nói trong hay biết, lắng nghe trong hay biết và lắng nghe trong đồng cảm, và cái buổi nói về quản trị cảm xúc của mình. Một. Mong muốn của em trước khi tham gia khóa học là học để cho mình tiết chế, kiềm chế được cảm xúc, quản trị được cảm xúc của mình và thay đổi con người mình tốt hơn so với chính mình. Thì qua khóa học này thì em đã nhận được cái giá trị đó. Em muốn gửi lời cảm ơn tới thầy Dương Quang Minh, tới ban tổ chức của khóa học Sửa Cái Bụng, và cảm ơn các sếp đã gieo duyên cho chúng em được biết đến khóa học này. Thực sự là một khóa học rất là bổ ích, rất là ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị. Em muốn gửi tới những bạn đồng nghiệp mà chưa được học khóa học này là các bạn hãy sớm tìm cho mình một cái lịch học rồi sớm nhất để mình có thể học được khóa học này, để thay đổi mình, để mình được hoàn hảo hơn, tốt hơn so với chính mình. Em thấy là sau khi kết thúc khóa học này, DK có duy trì cái việc viết nhật ký cái cảm xúc thì em rất là đồng ý, rất là thích, và em cũng tham gia, bởi vì là chúng ta viết được ra những cái cảm xúc như thế là một lần chúng ta được giải tỏa bớt cái phần kiểu ví dụ như là cái năng lượng tiêu cực chẳng hạn, hoặc là chúng ta đã vượt qua cái tình huống bất ý như thế nào để cho mọi người có thể hiểu, đồng cảm được với mình hơn. Sau khi tham gia khóa học và trong cuộc sống thì em đã tự cảm nhận được là em đã áp dụng được NLP trên 80% đến 90% nhé. Em cũng là một người may mắn bởi vì trong cuộc sống của em thì em cũng chưa từng bị ai làm tổn thương và cũng chưa từng mà làm ai tổn thương bao giờ ấy. Và em mong là sau này em sẽ giữ mãi được cái sự lạc quan và vui vẻ để không bị ai làm tổn thương, hay là cũng như là không làm bất kỳ ai bị tổn thương ạ. Em thấy thôi. Trong nội dung của khóa học Sửa Cái Bụng thì em tự cảm thấy là một khóa học rất là hay và ý nghĩa. Các bài học và các bài giảng đều có sự liên quan và liên đới đến nhau. Thì trong một khóa học thì bài mà em cảm thấy ý nghĩa nhất đối với em là quá trình là bài 5L khi áp dụng Delta T ấy, ngưng nghe, ngẫm nghĩ và nói. Và khi biết được cái quá trình đấy thì em sẽ áp dụng được Delta T tốt hơn ạ. Mong muốn của em trước khi tham gia khóa học là em có thể mong muốn được gắn kết và làm quen với lại nhiều người hơn ấy. Và sau khi tham gia khóa học thì em đã được ghép cặp cũng như là đọc bài của một số anh chị ấy, thì em cũng có hiểu và khó hiểu được mọi người hơn và cũng tự tin để nói chuyện không ngại như trước nữa ạ.
Sau khi tham gia khóa học thì em muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức vì đã tạo ra cho chúng em một khóa học đầy ý nghĩa này. Và em cũng cảm ơn đến chị Ánh Hằng, Angelina của tổ em ấy, vì đã nhiệt tình giúp đỡ chúng em trong suốt khóa học 21 ngày. Và em cũng muốn gửi lời đến những anh chị mà chưa tham gia và chưa biết đến khóa học này ấy, thì hãy thử tham gia để mình có thể trải nghiệm bản thân và khám phá bản thân mình. Nếu công ty mình có duy trì và việc viết nhật ký cảm xúc ấy, thì chắc chắn là em sẽ tham gia, bởi vì em nghĩ đấy là một việc khá là hay. Mọi người có thể đọc câu chuyện cũng như là đồng cảm và chia sẻ với mình được tốt hơn đấy ạ. Trước khi tham gia khóa học thì chị cũng không được tự tin, khi vì là chị cũng mới vào công ty, cũng mới vào được công ty chưa đủ một tháng, và tính cũng hay nóng nảy và cũng hay quát con. Và khi tham gia được khóa học thì đã thay đổi được rất nhiều. Em cũng mong là được đọc chia sẻ của anh chị trong công ty để em được hiểu mọi người hơn. Và nếu như mà em cũng có câu chuyện muốn chia sẻ thì là cũng muốn được anh chị đọc và cho em được khuyên ạ. Lời đầu tiên thì em xin cảm ơn ban tổ chức và chị Ánh Hằng, Angela của chúng em đã đồng hành và chuyển hóa trong khóa học của chúng em. Và em muốn chia sẻ đến những bạn đồng nghiệp mà chưa tham gia khóa học thì hãy nên tham gia khóa học này để phát triển bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn. Trong khóa học này chị cảm nhận được rất hay và rất ý nghĩa. Và khi chị đã cảm nhận được và chị thích nhất là cái bài mà chị nghe là nghe trong hay biết, và chị lắng nghe và cảm nhận, chị đã được chị cảm nhận rất là sâu sắc và chị đã ứng dụng được, và chị nghe được mọi người nói, chị nấm rất sâu và chị đã áp dụng được cái bài đấy. Câu đầu tiên tôi muốn cảm ơn tới ban tổ chức và nhất là chị Ánh Hằng, Angelina đã đồng cảm hóa được với cả mọi người, với cả bản thân tôi là đã chuyển hóa được trong cái chương trình học này. Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều với cảm nhận, và tôi cũng đã lắng nghe mọi người nói, tôi cảm nhận được và đã cảm thấy mình thay đổi trong cái khóa học. Và khi tôi học xong tôi cảm nhận được thì tôi muốn khuyên tới những đồng nghiệp và bạn bè của tôi là nên tham gia khóa học để mình chuyển hóa được mỗi người, để thay đổi được cái tôi của chính mình. Trong chương trình này thì chị đã áp dụng được empathy được khoảng 80% nhất. Chị đã cũng đã ứng dụng được là khoảng mấy lần trong cái thời gian chị đã học rồi, và nhất là đối với con cái chị đã áp dụng được vài lần rồi, thì được khoảng 80% chị đã rất là bình tĩnh để chị xử lý những các cái tình huống như vậy. Trước khi tham gia khóa học thì em tự nhận thấy bản thân mình là một người cũng khá là vui vẻ, hòa đồng và đầy năng lượng. Nhưng mà tuy nhiên là với những người mà em đã từng quen biết và chơi lâu rồi ấy, còn với những người mà mới thân hay mới quen hay là chưa biết thì em hay bị ngại giao tiếp và khó nói chuyện với mọi người á. Khi tôi nghe mọi người giới thiệu về cái chương trình khóa học này thì lúc đầu tôi cũng rất là tò mò, nhưng tôi rất là hiền, nhưng đối với con cái thì tôi nóng nảy. Tôi tham gia được khóa học này thì tôi đã giảm bớt được rất là nhiều cái tính nóng nảy với con cái của tôi. Tôi là một người ngại ngùng và cũng hay ít chia sẻ, nhưng khi mà tôi tham gia cái chương trình này thì tôi cũng đã thay đổi hơn. Và tôi cũng muốn là khi mà tôi chia sẻ ra những cái câu chuyện gì, những tình huống gì thì mong mọi người hãy giúp đỡ tôi, chia sẻ, đóng góp ý kiến cho tôi để tôi sửa đổi những cái mà trong những tình huống như vậy, tình huống đó. Cuộc thực hành nói chuyện khó khăn của em đó là giữa em với cô bạn thân của em. Cái mối quan hệ này thì chúng em đã hóa giải được cũng từ rất lâu rồi. Thì bây giờ thì cả hai cũng đều happy trong cái mối quan hệ này. Kết quả thì là cái mối quan hệ này của em với cả bạn thân của em đều đang rất là tốt đẹp. Cái mức độ mà em áp dụng DNA vào trong cuộc sống của em đạt đến khoảng 85-90%. Xin chào tất cả mọi người.
Trước khi tham gia khóa học này thì em là một người khá là vui vẻ và hòa đồng. Em cũng rất ít khi là giận ai hay là như nào cả. Thì nghe đến giới thiệu về khóa học thì em cũng rất là tò mò, nên là em đã đăng ký tham gia khóa học này. Đối với cái bài thực hành chữa lành với cả cái người mà mình đã từng gặp tổn thương đấy, thì em đã lựa chọn một người bạn mà em đã mất kết nối rất là lâu rồi. Người bạn đấy học từ thuở bé của em ấy. Nhưng mà thực ra thì em không liên hệ được với bạn, bởi vì sau khi mà bọn em xảy ra vấn đề thì bạn chuyển nhà và em mất cả số điện thoại của bạn, Facebook không có nữa. Vẫn là bọn em không có phương thức nào liên lạc với nhau, nhưng mà em đã nhìn nhận lại cái câu chuyện đấy và mình dùng góc nhìn đa chiều hơn để nhìn nhận lại sự việc, xong rồi mình tự chữa lành cho bản thân mình. Và em sau khi nhìn nhận lại thì cảm thấy là em thực sự là bản thân mình cũng không bị tổn thương, và mình hiểu là tại sao bạn lại lựa chọn cái quyết định như thế và tại sao là hai đứa lại không thể chơi được với nhau tiếp. Phan Thảo, em thì trong bài đấy thì em thực hành hai người. Trong cái lời kể của em thì em là thì là với, cũng là với một người bạn cũ, nhưng mà đến lúc mà để mà gọi điện thoại thì em lại cũng không thể nào liên hệ được với bạn ấy hay là có bất cứ một cái contact gì để liên hệ với bạn ấy. Thế là em đã chọn người mà chúng em cũng làm tổn thương nhau, là bạn trai em. Thì sau khi nói chuyện thì cũng giải quyết được khá vấn đề với nhau rồi, thì bây giờ chúng em vẫn rất là ok. Em thì em thích nhất là hai bài, đấy là lắng nghe và lắng nghe trong ai biết, và lắng nghe và đồng cảm. Thì khi mà học xong hai cái bài đấy thì tụi em nhìn lại bản thân em khá là nhiều. Để có thể là mình có thể trước giờ mình chưa thật sự mình lắng nghe người ta, mà mình lại có cái mình hay áp đặt suy nghĩ của mình vào người ta. Thế nên là nhờ có những cái lúc đấy mà em vô tình đánh mất đi những cái gọi là cái mối quan hệ với người ta, hoặc là đánh mất đi lúc đấy cảm xúc của người ta đối với mình. Thì sau khi em học xong thì em thấy em đã kiểu em dịu hẳn xuống được cái tính của em, và em đã chịu lắng nghe người ta hơn. Thủy, đối với em thì cái khóa học này với em thì tất cả các bài học thì nó là một cái gì đấy mà kiểu mỗi một bài học mở ra cho mình một cái mới ấy, mà cái mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Thực sự là nó rất là hay. Còn bài mà em tâm đắc nhất có lẽ là bài năm đầu, bởi vì riêng đối với bài đấy thì em có chia sẻ với cả đồng nghiệp là trước khi em học khóa học sửa cái bụng thì em và người yêu em cũng có một số các cái mâu thuẫn và có một số vấn đề, nó cũng là do bản thân em không tốt cho là đẩy những cái mối quan hệ đến nhiều cái vấn đề mà phức tạp, mà để cả hai đứa làm tổn thương nhau rất là nhiều. Và sau khi mà học cái bài năm đầu đấy và có chia sẻ và em biết nghe, biết ngẫm, biết nghĩ và sau cùng mới nói, thì bọn em đã chia sẻ được với nhau nhiều nhiều hơn. Và kết thúc cái khóa học thì người yêu em cũng bảo là em khác quá đầu tiên. Thế em biết lắng nghe nhiều hơn kiểu, và biết chia sẻ nhiều hơn. Và có nghĩa là trước đây thì em hay muốn nói là kiểu nhìn vào nhau hành động thôi, không cần phải nói, nhưng mà sau này thì biết chia sẻ nhiều hơn và biết nói ra những cái mà mình giữ trong lòng nhiều hơn. Trước khi học cái khóa học sửa cái bụng thì em là người khá là cục tính, nóng tính, với cả em không kiểm soát tốt cảm xúc bản thân. Cảm thảo thì sao? Em thì cũng tự như Thủy thôi, em cũng khá là nóng tính trước khi mà em học khóa học sửa cái bụng, với cả trước khi học thì em thuộc dạng bị không kiểm soát được cảm xúc nhiều trong công việc, nên là nhiều khi cũng phạm phải khá là nhiều lỗi. Đối với cá nhân em thì em trước khi học khóa học là em không hề có một cái mong muốn gì cả. Tại vì em học là em học theo công ty ấy, thì em cứ nghĩ là công ty cho học gì thì mình tốt cái đấy thôi. Nhưng mà sau khi học xong em tự cảm nhận được là tính mình nền nã hơn, mình không còn hay cáu gắt nữa, mình không còn hay kiểu mình hay nhảy vào lời nói của người khác nữa, mà kiểu mình trầm xuống, mình lắng nghe người ta nhiều hơn và mình hiểu, mình thấu hiểu hơn, mình cũng không còn trách móc hay là gì cả. Đấy, thế là cái em thấy thay đổi nhiều nhất ở em. Anh Thủy nào? Trước khi học thì em có được nghe mọi người trong công ty chia sẻ, đặc biệt là chị Hoa. Em ấn tượng nhất cái câu của chị Hoa là trước khi học thì một ngày chị đánh con đến 3-4 trận, và sau khi học thì chị 2-3 ngày mới đánh con một lần. Và em biết chị Hoa là người rất là nóng tính, và với kiểu người như chị Hoa còn thay đổi được thì em rất là mong là sau khóa học mình cũng thay đổi được một phần nào. Nhưng mà sau khi học xong thì em thấy mình thay đổi hơi nhiều phần, đến bản thân em cũng không ngờ được. Và em cảm giác là mình biết mềm tính hơn rất là nhiều, có nghĩa là mình biết dừng lại đúng lúc hơn để giải quyết mọi vấn đề.
Okay. Đối với việc mà tiếp tục duy trì việc trả bài của công ty đi, cho em nói lại. Đối với cái việc mà tiếp tục duy trì việc trả bài ấy, trong nội bộ công ty thì em nghĩ là nó rất là cần thiết. Bởi vì thực tế là cái gì chúng ta học mà chúng ta kiểu bỏ nó quên đi ấy, thì nó sẽ mai một. Và em nghĩ là cái việc mà mình duy trì như này thì nó sẽ rất hay để cho mình áp dụng thường xuyên hơn ấy, mình thấm nhuần cái việc đấy hơn và để cho nó biến thành một cái thói quen của mình. Và cái thứ hai nữa thì em thấy là cái thời gian vừa rồi sau 21 ngày ấy, thì qua những cái việc trả bài đấy ấy, và những cái lần lắng nghe và đồng cảm ấy, lắng nghe trong hay biết thì em thấy là đội ngũ nhân sự trong công ty ấy, mọi người được biết nhiều hơn đến những cái câu chuyện mà chưa từng được nói với nhau. Thì em nghĩ là cái việc trả bài đấy có thể giúp mọi người là kiểu mọi người gắn kết gần nhau hơn, và trong những cái trường hợp cần thiết thì mọi người có thể là đưa ra những cái lời khuyên nhủ ở bên cạnh nhau khi cần. Em nghĩ là nó là việc rất cần thiết. Thảo sao anh? Thế anh thì em thấy việc đấy cũng rất là ok thôi, tại vì em thấy cái việc viết ET hàng ngày của mình đối với cho người khác thì nó giống như một dạng tâm sự, viết nhật ký tâm sự ấy. Thì nếu như mà mình không thể nói lên thành lời thì mình hãy viết ra. Viết ra thì có nhiều người khác biết hơn thì mình sẽ có nhiều người giúp đỡ mình hơn. Em thấy cái việc đó rất là tốt và nó là cần thiết cho mọi người ở đây ấy. Tại vì xung quanh cuộc sống hàng ngày đi làm mọi thứ mình cũng có rất là nhiều chuyện để mà mình phải dùng đến ET. Nên hãy chia sẻ mọi người để mọi người biết được, mọi người có thể giúp đỡ mình hơn. Chứ cũng chả có ý gì cả mà khi mà viết ra như thế cả. Thì thời gian đầu mới học sửa cái bụng ấy, thì em phải áp dụng lên ET khá nhiều. Bởi vì kiểu lúc đấy mình chưa biết cái cân bằng cảm xúc. Và em nghĩ là sau tầm một tuần đầu tiên học về sửa cái bụng thì em đã áp dụng lên ET kiểu như là nó như kiểu cái phản xạ tự nhiên của mình ấy, kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Và đôi khi là nó ngắn đến mức độ mình không nhận ra được là mình đã áp dụng nó. Thảo thì sao? Ok, thì cái việc áp dụng ET thì đến bây giờ em vẫn áp dụng đều. Tại vì do kiểu em như nói câu trước, em kiểu em bị cảm xúc nhiều ấy. Nên là nhiều khi nó cảm xúc nó lên trong người nó không kiềm chế được thì vẫn phải tự nhắc nhở trong đầu mình là ừ thử dùng sử dụng ET để cho nó kiềm chế xuống. Một. Trước khi tham gia khóa học thì em thấy em là một người khá là thoải mái. Tuy nhiên thì đôi lúc có những cái tình huống bất như ý ấy, thì em thấy là em chưa làm chủ cảm xúc của mình. Còn em thì trước khi tham gia khóa học thì em thấy em là một người khá là vui vẻ, nhưng mà có đôi chút nóng tính và ít khi kiềm chế được bản thân của mình. Một. Sau khi tham gia khóa học thì em thấy bản thân thay đổi khá là nhiều. Nên là cái mức độ áp dụng ET của em thì em nghĩ là khoảng tầm 50-70%. Còn em thì em nghĩ là khoảng tầm 60%. Em đã chọn bạn thân của em bởi vì em có một sức nhỏ. Nhưng mà thật ra thì em cũng đã làm hòa cách đây được tầm 7-8 năm rồi. Em chỉ chia sẻ với mọi người. Còn em thì là em đã chọn nói chuyện với anh trai. Em đã gọi điện cho người anh của mình bởi vì trước kia là hai anh em có xích mích hiểu nhầm nhau, là sau khi cuộc trò chuyện diễn ra xong thì bây giờ cũng đã làm lành và thân thiết hơn rất là nhiều nữa. Thật ra em thấy cái việc đấy rất là tốt bởi vì là sau một ngày làm việc mình có thể lắng lại để mình xem là bản thân mình ngày hôm nay đã gặp phải những cái tình huống nào không được như ý, chưa được như ý để mình xem cái cách giải quyết của mình đấy như thế nào, và sau này thì mình có thêm những bài học. Ngoài ra thì các bài tình huống của các chị khác gặp phải cũng là bài học. Em là nên ạ, bởi vì cũng giống như bạn Thư ấy ạ. Sau một hôm mình cảm thấy có cái điều gì mà bất như ý ấy, hay là có điều gì chúng ta nên chia sẻ để cho mọi người xung quanh để biết được mình như thế nào đó. Em cảm ơn ban tổ chức và công ty cùng với các anh chị Angelina đã đồng hành và giúp đỡ bọn em trong cái thời gian khóa học diễn ra. Và những ai mà chưa tham gia ấy, nếu mà có cơ hội và thời gian thì hãy tham gia khóa học này bởi vì nó mang lại rất nhiều giá trị và bổ ích cho bản thân mình ạ. Em cảm ơn ban tổ chức và công ty cùng với các anh chị Angelina đã đồng hành và giúp đỡ bọn em trong cái thời gian khóa học diễn ra. Và những ai mà chưa tham gia ấy, nếu mà có cơ hội và thời gian thì hãy tham gia khóa học này bởi vì nó mang lại rất nhiều giá trị và bổ ích cho bản thân mình ạ. Bản thân em thấy thì khóa học rất là hay và ý nghĩa, và em tâm đắc nhất đó chính là sử dụng được ET được trong áp dụng trong cuộc sống. Em cũng giống bạn là sử dụng ET áp dụng trong cuộc sống ạ. Bản thân em thấy thì khóa học rất là hay và ý nghĩa, và em tâm đắc nhất đó chính là sử dụng
sử dụng được delta t được trong áp dụng trong cuộc sống. Em cũng giống bạn là sử dụng delta t áp dụng trong cuộc sống ạ. Bản thân em thấy thì khóa học rất là hay và ý nghĩa, và em tâm đắc nhất đó chính là sử dụng được delta t được trong áp dụng trong cuộc sống. Em cũng giống bạn là sử dụng delta t áp dụng trong cuộc sống ạ. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn công ty, tức là công ty đã giao duyên cho em về đề mục khóa học. Và thứ hai là em cảm ơn ban tổ chức và các anh chị Angelina đã đồng hành với em trong cái khóa học lần này. Và cuối cùng thì em cũng muốn nhiều đến các chị chưa tham gia khóa học lại tham gia khóa học, bởi vì nó rất là ý nghĩa và bổ ích. Em cũng giống như bạn Thu, nên là rất cảm ơn công ty này cũng như là ban tổ chức hay là các chị Angelina đã đồng hành và giúp đỡ bọn em trong khóa học này. Và những người mà anh chị của em mà chưa có cơ hội tham gia, nếu mà có cơ hội thì hãy tham gia ngay để mình có thể trải nghiệm này. Và có, bởi vì khóa học này nó có rất nhiều là giá trị bổ ích cho mình, và đấy, rất là thú vị ạ. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn công ty, tức là công ty đã giao duyên cho em về đề mục khóa học. Và thứ hai là em cảm ơn ban tổ chức và các anh chị Angelina đã đồng hành với em trong cái khóa học lần này. Và cuối cùng thì em cũng muốn nhắn nhủ đến các chị chưa tham gia khóa học thì hãy tham gia khóa học, bởi vì rất là ý nghĩa và bổ ích. Em cũng giống như bạn Thu, nên là rất cảm ơn công ty này cũng như là ban tổ chức hay là các chị Angelina đã đồng hành và giúp đỡ bọn em trong khóa học này. Và những người mà anh chị của em mà chưa có cơ hội tham gia, nếu mà có cơ hội thì hãy tham gia ngay để mình có thể trải nghiệm này. Và có, bởi vì khóa học này nó có rất nhiều là giá trị bổ ích cho mình, và đấy, rất là thú vị ạ. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn công ty, tức là công ty đã giao duyên cho em về đề mục khóa học. Và thứ hai là em cảm ơn ban tổ chức và các anh chị Angelina đã đồng hành với em trong cái khóa học lần này. Và cuối cùng thì em cũng muốn nhắn nhủ đến các chị chưa tham gia khóa học thì hãy tham gia khóa học, bởi vì nó rất là ý nghĩa và bổ ích. Em cũng giống như bạn Thu, nên là rất cảm ơn công ty này cũng như là ban tổ chức hay là các chị Angelina đã đồng hành và giúp đỡ bọn em trong khóa học này. Và những người mà anh chị của em mà chưa có cơ hội tham gia, nếu mà có cơ hội thì hãy tham gia ngay để mình có thể trải nghiệm này. Và có, bởi vì khóa học này nó có rất nhiều là giá trị bổ ích cho mình, và đấy, rất là thú vị ạ. Thật ra là trước khi tham gia khóa học ấy, thì em cảm thấy rất là tò mò và có đôi chút rất là thú vị nữa. Nhưng khi tham gia khóa học này xong thì em cảm thấy là nó mang lại rất nhiều giá trị cho mình, bổ ích ấy, và giúp mình kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình hơn. Còn đối với em thì khi mà nghe đến tên ấy, thì em thấy rất là lạ và cũng có phần khá là tò mò. Và sau khi tham gia khóa học thì em thấy là bản thân thay đổi khá là nhiều, và cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. Thật ra là trước khi tham gia khóa học ấy, thì em cảm thấy rất là tò mò và có đôi chút rất là thú vị nữa. Nhưng khi tham gia khóa học này xong thì em cảm thấy là nó mang lại rất nhiều giá trị cho mình, bổ ích ấy, và giúp mình kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình hơn. Còn đối với em thì khi mà nghe đến tên ấy, thì em thấy rất là lạ và có phần khá là tò mò. Và sau khi tham gia khóa học thì em thấy là bản thân thay đổi khá là nhiều, và cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. Thật ra là trước khi tham gia khóa học ấy, thì em cảm thấy rất là tò mò và có đôi chút rất là thú vị nữa. Nhưng khi tham gia khóa học này xong thì em cảm thấy là nó mang lại rất nhiều giá trị cho mình, bổ ích ấy, và giúp mình kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình hơn. Còn đối với em thì khi mà nghe đến tên ấy, thì em thấy rất là lạ và cũng có phần khá là tò mò. Và sau khi tham gia khóa học thì em thấy là bản thân thay đổi khá là nhiều, và cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. Trước khi tham gia khóa học thì mình là một người khá là nhút nhát và ngại chia sẻ chuyện của mình với người khác, và cũng
ngại đón nhận chuyện của người khác ạ. Độ mình áp dụng được đến tơ tê trong cuộc sống là khoảng tầm 45-50%. Ở bài nói chuyện khó khăn thì mình chưa có đủ can đảm để có thể gọi điện cho người đã từng làm mình tổn thương. Vậy nên là mình sẽ chờ một lúc nào đấy thích hợp hơn mới để trực tiếp nói chuyện và chia sẻ với người đấy. Nhìn chung đây là một khóa học rất là hay và bổ ích. Và bài mà khiến mình ấn tượng nhất đó chính là Delta T, vì nó giải quyết được khá là nhiều vấn đề. Trước khi tham gia khóa học thì mình đến với nó với sự tò mò, và càng ngày càng tham gia thì mình càng muốn bản thân trở nên tốt hơn, trải nghiệm. Và nó cũng đáp ứng được một phần cái mong muốn của mình. Ba. Mình rất là biết ơn ban tổ chức vì đã tạo ra một buổi như này cho tất cả mọi người. Và cũng rất là biết ơn Angelina vì đã luôn đồng hành, chia sẻ cùng mọi người, giúp đỡ mọi người. Và tôi là gửi gắm đến những người chưa được tham gia khóa học này, chính là mọi người hãy nên tham gia nó ít nhất một lần trong cuộc đời. Nó rất là hay. Mình thấy thì đây là một ý kiến rất là hay. Nhưng mà đối với bản thân mình, như mình vừa chia sẻ, thì mình là một người ít khi nghe chuyện người khác và cũng ít khi chia sẻ câu chuyện của mình cho người khác. Nhưng mà khi mà được làm việc cùng với tất cả mọi người như thế này thì mình sẽ cố gắng mở lòng hơn và thay đổi suy nghĩ đấy. Và sẽ chờ đến khi nào mà có việc gì bất như ý hoặc là thời gian cho phép thì mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình lên, và cũng như là dành thời gian để đọc những tâm sự của mọi người. Trước khi tham gia khóa học thì bình thường em cũng là một người rất khá là năng động với cả tích cực, nhưng mà em bị một vấn đề, đó là nhiều khi có những cái vấn đề gì đấy mà bất như ý ấy, thì là em thường hay hoài cọ với cả mình hay kiểu bị kiểu bộc phát quá là nhiều cái cảm xúc ra bên ngoài ấy. Mặc dù là bây giờ đi làm một thời gian em cũng đã kiềm chế rất là nhiều rồi, nhưng mà em vẫn thấy cái nhược điểm đấy ở bản thân mình đấy, là hơi tiêu cực một chút. Sau khi tham gia khóa học thì em áp dụng được từ 50-70%. Em đã khi mà mấy buổi đầu mà biết đến TBT ấy và đọc những câu chuyện thì em người duy nhất em nghĩ đến là bố em, vì là em bố em rất là chiều em, lúc nào nói chung là người chiều em nhất và cũng là người em yêu nhất. Nhưng mà em hay bị là kiểu nhõng nhẽo, muốn mà nhiều khi là em hay bị kiểu nhõng nhẽo, bị quá đà ấy. Nên cả em hay bị kiểu là nghĩ là bố mình lúc nào cũng chiều mình, nên là lúc nào mình cũng kiểu nói kiểu đẳng đảnh với bố này, rồi hay dỗi hờn. Em rất là dây hay dỗi hờn vu vơ ấy. Nên khi em nghĩ lại thì em cảm thấy rất là buồn. Và em đã nói chuyện này, quan tâm đến bố nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn thì em cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc. Đấy là cái điều mà em rất là tâm đắc khi em biết đến tên ta đây. Đấy. Bài khiến em chuyển hóa thứ nhất thì chắc là Delta T. Khi em vừa chia sẻ đấy là em khi em biết đến thì em đã nghĩ đến người duy nhất em nghĩ đấy chỉ là bố của em, và em nghĩ đến nhiều nhất. Và khi đọc cũng như em hỏi chuyện này, em nghĩ đến duy nhất là người bố của em. Bởi vì là em cảm thấy em cư xử chưa đúng mực khi đã cứ hay dỗi hờn, rồi là nhiều giận hờn vu vơ trách móc bố. Và trong khi đó bố em rất là yêu thương và chiều chuộng em, bố em rất ít khi nói những lời mà từ chối với em. Nên khi em đọc những cái bài đấy em đã khóc luôn ở đây, bởi vì là em cảm thấy mình nhận ra là mình yêu bố quá là nhiều và mình cư xử như thế là chưa đúng, nên em đã áp dụng. Có nghĩa là những cái sự việc xung quanh mình, rồi công việc, rồi những người đồng nghiệp thì em có áp dụng, nhưng nhiều nhất đối với đấy là bố và gia đình. Thì em cảm thấy là bây giờ thì em cũng cảm thấy em trưởng thành hơn rất là nhiều sang đến cái năm nay. Và khi biết đến khóa học thì em đã cảm thấy em sống chậm hơn, là em kìm nén tất cả mọi thứ, thì em sẽ kiểu là chậm chậm lại, mình không phải như ngày trước nữa, là mình cứ nghĩ cái gì hay là cảm xúc như nào là mình bộc phát luôn. Nhiều khi nó cũng mang cái cảm xúc tiêu cực đến cho mọi người, mặc dù mọi người biết tính của mình rồi, nhưng mà em cũng nghĩ là mình đã kìm nén được hơn rất là nhiều, và nó cũng giúp ích cho cái cuộc sống hàng ngày và mang lại tới, em nghĩ là mình nên mang lại đến những cái điều tích cực và cho mọi người nhiều hơn là những cái điều tiêu cực, và em sẽ cố gắng phát huy hơn nữa sau khóa học. Thì sau khi tham gia khóa học thì đầu tiên em cũng không nghĩ là em cũng sẽ nhận được nhiều giá trị như vậy.
nhưng mà em mà còn rất là trẻ, gần như là trẻ nhất công ty mà, thì em cảm thấy là cái DLT của em chỉ áp dụng được gọi là ít như vậy. Còn em thấy là các chị mà có gia đình rồi ấy, thì các chị chia sẻ là các chị áp dụng được rất là nhiều đối với con cái và chồng của mình nữa. Và ví dụ như gia đình của chồng hoặc là quan hệ giữa gia đình của chồng rất là nhiều. Chứ còn em thì em cũng chỉ ví dụ như là đồng nghiệp hoặc là đấy, những người thân cận nhất là bố mẹ em thôi. Chứ em cũng không có quá là nhiều mối quan hệ để mà mình áp dụng được nhiều. Thì em nghĩ, em mong rằng là những chị mà chưa tham gia được khóa học thì mình nên bớt thời gian để tham gia. Bởi vì đầu tiên thực sự nghĩ đến việc dậy sớm thì em rất là quan ngại về vấn đề đấy. Em không ngại học thì em rất là kiểu dậy sớm đối với em là một cái khá là khó khăn đối với bản thân em. Em không dậy được sớm, nhưng cuối cùng khi em học ra rồi thì em hiểu và em nhận được giá trị rồi ấy, thì em cảm thấy nói chung là rất là có ích. Em nghĩ là các chị nên tham gia để mình có thể chuyển hóa được bản thân, cái thứ nhất bản thân mình, và mình đối với con cái hoặc là đồng nghiệp hoặc là những người xung quanh mình ấy, thì mình sẽ, em thấy là mình sẽ nhìn nhận mọi điều nó sẽ tích cực hơn, và cái cuộc sống của mình cũng cảm thấy hạnh phúc hơn, bằng lòng với những cái gì mà mình đang có ấy. Đấy, em nghĩ là em cảm nhận là như vậy. Còn em nghĩ là các chị có gia đình rồi ấy, thì các chị có nhiều mối quan hệ hơn, thì các chị sẽ nhận được nhiều giá trị hơn em rất là nhiều. Bởi vì em thấy mọi người chia sẻ là với con cái này, rồi với chồng, với tất cả mọi người đều rất là tích cực hơn đấy, và biết trân trọng và yêu thương cuộc sống của mình hơn đấy. Thì em nghĩ là mọi người nên tham gia. Đấy, gửi gắm lời gì đến ban tổ chức không cha? Xin cảm ơn tất cả ban tổ chức, thầy giáo và những các chị Angelina đã đồng hành với cả chúng em trong cái khóa học vừa rồi. Và em cũng không biết nói điều gì hơn, em chỉ biết là rất là cảm ơn anh chị đã tạo cơ duyên để cho bọn em biết đến khóa học và để bọn em được chuyển hóa rất là nhiều. Và em nhận được rất là nhiều giá trị từ khóa học. Em xin cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều ạ. Em nghĩ là nếu như mà cái việc mà chia sẻ về DLT ở trong hàng ngày thì thực ra thì em thì cũng như bản thân em thì không phải lúc nào em cũng có, nhưng mà thi thoảng em cũng có những cái trường hợp về đấy, đa số là với ví dụ như khách hàng hoặc là công việc, bởi vì là mình cũng ngày nào mình cũng đi làm công việc rất là nhiều, thì em nghĩ là mình có nên chia sẻ để cho ví dụ như là mọi người trong công ty có thể hiểu được cái công việc của mình hơn này, hoặc là những cái trường hợp mà mọi người chưa từng gặp nhưng mình đã gặp chẳng hạn, thì mọi người có thể rút ra được những cái bài học mà trường hợp khách này như này, trường hợp khách này như kia và cách xử lý. Thì em cũng thấy đấy là một ý kiến khá là mình cũng nên duy trì cái đấy để cho mọi người có thể hiểu nhau hơn, hoặc là dễ chia sẻ với mọi người để mọi người có thể hiểu về cái công việc của mình này. Em cũng thấy đấy là một ý kiến khá là tốt. Ok, người khá nhút nhát này, cả là cũng không quá là kiểu như là dễ chủ động bắt chuyện với cả mọi người ấy. Trong cái bài thực hành mà người tổ tư mình chị đã chọn chị đồng nghiệp cũ, nhưng mà bây giờ thì mình cũng không còn cơ hội để có thể liên lạc với chị ý. Là cái bài thực hành thì chị chưa thực hành được. Chị nói thêm một câu là khi nào mà chị tìm được liên hệ thì chị sẽ liên lạc nhé. 3, 2, 1. Khi nào mà chị có được cái sự liên hệ hoặc là liên lạc lại với chị ý thì chị sẽ hoàn cái bài thực hành này. Chị nghĩ chắc là khoảng tầm 80-90%. Tại vì kể cả từ trước đến giờ ấy, thì những cái việc mà mất lưu ý thì chị cũng không đặt nặng quá. Mình không suy nghĩ nhiều về những cái việc đấy nhiều. Chị thấy khóa học rất là ý nghĩa và có cái sự lan tỏa về hạnh phúc và yêu thương ấy. Cái là điều mà chị ấn tượng nhất trong cái khóa học này là cái bài cũng như mình mà thôi. Khi mà nếu mà mình đặt địa vị vào người khác để suy nghĩ thì mình sẽ có cái sự thấu hiểu và đồng cảm với người ta hơn. Cái mong muốn của chị khi mà đến được khóa học này thì là ngay từ đầu thì mọi người cũng nói về cái trí tuệ cảm xúc, thì trước đây chị cũng không điều khiển được cái cảm xúc của bản thân mình, thì cái này là cái nhược điểm lớn của bản thân mình. Chị biết điều này và sau cái khóa học này thì chị cũng đã cảm nhận được là mình đã chuyển hóa nhiều, tức là mình có cái sự gần gũi hơn với mọi người, cũng chủ động bắt chuyện với những người mà mình cảm thấy là cũng không quá cần thiết ấy.
và mình cũng cảm thấy là mối quan hệ xung quanh của mình nó được cải thiện tốt hơn, từ gia đình, đồng nghiệp, thậm chí là những cái bạn bè cũ của chị trước đây. Nên là chị rất cảm ơn và biết ơn khi mà công ty đã theo duyên cho chị tới một buổi tối này. Và sau khi kết thúc khóa học thì chị muốn gửi lời biết ơn, cảm ơn với thầy Dương Quang Minh cũng như là ban tổ chức đã tạo ra một cái khóa học rất là nhân văn, lan tỏa được cái sự yêu thương, giúp cho mọi người cảm nhận được là bản thân mình hạnh phúc hơn này, trân trọng cái cuộc sống hiện tại của mình. Cảm ơn chị Angelina Phan Lý của chị đã đồng hành giúp đỡ chị cũng như là cả team trong suốt 21 ngày qua, cũng như là cái hành trình mà sau này nếu mà có những cái vướng thì chị cũng sẵn lòng giúp đỡ của chị. Và chị cũng nhắn gửi tới những đồng nghiệp, thậm chí là những người mà chị đã quen biết, nếu mà có cơ hội để tham gia khóa học này thì mọi người nên thử ít nhất là một lần để có cái sự trải nghiệm cũng như là cảm nhận về cái khóa học, để giúp cho cái cuộc sống của mình cũng như là những cái người xung quanh mình cảm thấy hạnh phúc và yêu cái cuộc sống này nhiều hơn. Trước khi tham gia khóa học này thì mình cảm thấy mình là một người thẳng tính này, hơi nóng tính này, hơi nhanh và vẫn còn sân si. Sau khi tham gia khóa học thì mình tự tin là mình đã vượt NAT lên đến 90-95% trong cuộc sống. Người mà mình đã thực hiện tham gia chữa lành là chồng của mình, và kết quả vượt ngoài mong đợi của hai vợ chồng. Bởi vì khi mà tham gia khóa học này thì mình đã kéo được chồng mình cũng tham gia cùng học cùng mình. Và khi mà mình hai vợ chồng cùng tham gia thì cùng chia sẻ, cùng đồng cảm và cùng hiểu nhau hơn. Và nói về những cái hiểu lầm trong quá khứ của hai vợ chồng, và cũng đã xóa bỏ được những cái hiểu lầm đấy. Ba. Thật ra về nội dung của khóa học thì nó rất là lớn, rất là rộng. Bản thân mình thì mình vẫn chưa tự tin về việc là mình có thể hiểu hết được cái khóa học đấy. Mình mới hiểu khoảng tập 70-80% thôi. Nhưng mà cái nội dung mà mình thích nhất là nói về cái việc là cảm xúc của tôi, không phải là tôi. Một trong những mong muốn cũng là cái lý do để mình quyết định tham gia khóa học, đó là khi mà mình nghe được cái chia sẻ của anh Tiến này, của Hân này, cũng như là chị Hoa cùng công ty mình, là khi mà mình làm bất kể một cái việc gì, hoặc là mình cáu giận, hoặc là mình giận dỗi bất kể ai, thay vì là mình tức giận người đấy thì mình sẽ nhìn lại, nghĩa là tiên trách kỷ hậu trách nhân, mình sẽ nhìn lại cái bản thân mình, lắng tâm mình, hiểu bản thân mình trước đã. Và sau khi mình tham gia khóa học thì mình cảm thấy là mình rất rất vui, rất thích thú, bởi vì là mình đã hiểu được điều đấy và áp dụng được điều đấy trong cuộc sống của mình. Mình dĩ nhiên là sẽ là một lời cảm ơn tới ban tổ chức cũng như là Angelina của tổ mình, bởi vì mọi người đã đồng hành cũng như là lan tỏa sự yêu thương, sự chia sẻ, đồng cảm tới những học viên trong khóa học. Và hy vọng là sau này sẽ còn có nhiều học viên nữa biết đến khóa học này. Và với những người mà chưa tham gia khóa học thì hãy nhanh tay đăng ký để có thể tìm hiểu, lắng nghe mình cũng như là chia sẻ với người thân mình nhiều hơn. Dĩ nhiên là nó sẽ rất là tốt. Bởi vì sao? Trong 21 ngày qua thì chúng ta đã sẵn sàng chia sẻ và post lên cái nhóm chung rồi, thì không có lý nào mà trong những cái ngày tiếp theo mà chúng ta không thể chia sẻ với những người gọi là người thân thứ hai trong gia đình của chúng ta cả. Bởi vì sao? Khi mà bạn gặp một điều khó khăn, nếu như bạn không dám chia sẻ với người khác mà bạn cứ ôm lấy cho một mình thì sẽ rất là khó để vượt qua, để trải qua nó. Thì thay vì thế, có thể bạn không nói được, bạn có thể viết ra để những đồng nghiệp xung quanh bạn khi mà đọc được cũng có thể chia sẻ đồng cảm cũng như giúp đỡ bạn nhiều hơn. Trước khi tham gia khóa học thì em tự nhận thấy mình là một người mà nóng tính này, không kiềm chế được cảm xúc trước những cái vấn đề mà bất chắc xảy ra trong cuộc sống, dù là một vấn đề nhỏ thôi. Về cuộc nói chuyện khó khăn thì em đã thực hành với một người mà trước đây em và người đấy đã dành tình cảm cho nhau rất là nhiều. Cuộc nói chuyện đấy từ lúc bắt đầu và kết thúc là khoảng 30 phút và đã giải quyết được những cái khúc mắc ở trong lòng, cũng như là cảm thấy mình được thanh thản hơn ý, không bị suy nghĩ về nó quá nhiều nữa và suy nghĩ về đối phương bị tiêu cực nhiều nữa, và cảm thấy hai người cũng đã chia sẻ là đồng cảm, thông cảm cho nhau, cảm thấy rất là vui ạ. Mong muốn của em trước khi đến với khóa học là mình có thể chậm lại một chút để nhìn lại
về cái con người bên trong của mình như thế nào, để không bị cuốn theo cái cuộc sống hàng ngày quá nhiều ấy. Và cái công việc cũng như là hiện tại thì em cũng là một người rất là trẻ, nên là đang bị rất là nhiều tác động bởi những thứ xung quanh và bên ngoài. Sau khi kết thúc khóa học thì em nhận thấy là mình nhận được rất là nhiều giá trị, không chỉ là về những cái tinh thần mà nó còn thể hiện rõ ràng ở những tình huống mà em giải quyết ở trong công việc cũng như là cách đối nhân xử thế với những người xung quanh. Đối với em thì nội dung của khóa học rất là mới mẻ, và cái gì mới mẻ thì thường khiến em rất là thu hút và khiến em phải tìm hiểu nó rất là kỹ. Và em cảm thấy khóa học mang rất là nhiều ý nghĩa, cũng như là không chỉ riêng em mà tạo được cho cả những người trong nhóm của em rất là nhiều, và truyền được năng lượng rất là tích cực từ cái công việc đến cuộc sống thường ngày. Và nội dung mà em cảm thấy yêu thích nhất là lắng nghe, bởi vì em là người đang thiếu cái nội dung đấy ở trong mình, thiếu một khoảng lắng nghe để cho mình cũng như là cho người đối diện của mình. Qua đây thì em cũng muốn nhắn nhủ một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến ban tổ chức, và đặc biệt hơn là chị Angelina của mình, là người mà luôn lắng nghe và thực sự rất là chân thành chia sẻ và thấu hiểu mọi người. Một lời nhắn nhủ nữa mà em muốn gửi đến đấy là những anh chị, những bạn chưa có cơ hội tham gia thì đừng chần chừ gì nữa. Ngay bây giờ là lúc mà phải tham gia đi thôi, để nhận được những giá trị tốt đẹp mà em cũng như mọi người tham gia khóa học đã nhận được. Để mà nói là đi kê tiếp tục duy trì cái việc chia sẻ về cảm xúc như là áp dụng nhân đa tê cho cuộc sống ấy. Em thấy đấy là một điều rất là hay, vì là có thể cho mọi người hiểu nhau hơn này, cũng gần với nhau hơn, ngay không chỉ là những cái vấn đề về cuộc sống hàng ngày ở bên ngoài, mà bọn mình, anh chị em mình là luôn gặp nhau ở trên công ty, thời gian dành cho nhau rất là nhiều, nên là chắc chắn sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề. Khi mà chia sẻ lên đấy thì chúng ta sẽ được thấu hiểu nhau hơn. Em đã áp dụng được khoảng 70%, bởi vì có những cái tình huống mà em vẫn chưa thể dừng lại để có một cái khoảng dừng để mình có một cái cách giải quyết tốt hơn. Khóa học thì có rất nhiều những bài học khá là thú vị, và bài học mà mình cảm thấy là hay nhất thì mình nhớ đen ca tê. Chị Yến thì sao ạ? Chị thì chúng ta thì cái này là chính gốc của quan điểm của chị thôi. Thì bài học ở trong khóa học rất là đa dạng, nhưng có những bài thì chị cảm thấy là bản thân mình tiếp thu rất là tốt, áp dụng được. Nhưng có những bài thì chị cảm thấy là nó hơi bị sâu so với chị, hoặc là có thể là vì chị mới học hay là chị vẫn chưa để thực hành được kỹ chẳng hạn. Nên là với chị thì phần nội dung về phía đầu thì nó ok hơn, vì phần càng về sau thì nó càng quy mô lớn, nó mở rộng hơn, nó nhiều chiều sâu hơn, là chị đang cảm thấy hơi khó. Còn việc áp dụng tên ra tê là cái phần, và cái phần kết nối lại với những cái mối quan hệ cũ mà mình chưa là tốt tiếp, và mình vướng mắc như vậy đang làm thay đổi chị rất là nhiều. Thực ra thì chị cũng không có mong muốn gì lớn, chị chỉ là bản thân của mình có một sự nhìn nhận kỹ hơn trong mọi vấn đề, bản thân mình thay đổi suy nghĩ tích cực hơn, thay vì là cái việc tiêu cực như ngày xưa, tất cả mọi thứ đều vui vẻ hơn. Nhưng mà sau khóa học này thì chị cũng nhận được rất là nhiều giá trị. Cái việc mà từ tư duy thay đổi từ tiêu cực sang tích cực đã là một cái điểm đáng ghi nhận nhất từ bản thân chị rồi, và cái sự kết nối với mọi người, là cái phần chia sẻ với mọi người nữa, chị thực ra là chị đang cảm thấy hài lòng với cái điều đấy. Cảm ơn. Có điều mình làm với mọi người trước đây vợ mình hẳn lấy nó, nhưng mà rất là ý và quan tâm đến mọi người. Nhưng mà sau khi học xong khóa học này thì mình thấy vợ mình chia sẻ và nói chuyện với mọi người nhiều hơn. À, chị Yến thì sao ạ? Trước đây thì Đạt với chị thì thi thoảng có thể là do tính cách hoặc là do chị ít tiếp xúc thì Đạt hơi quan tâm một xíu, hơi có tính trẻ con. Nhưng mà sau khi khóa học thì thực ra hai vợ chồng cùng ngày với
nhau thì nhận ra được nhiều giá trị hơn, hai vợ chồng cũng chia sẻ nhiều hơn, có nhiều sự kết nối hơn và cũng có nhiều sự suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn trong con người của Đạt. Hy vọng là sau khóa học này thì mình sẽ thay đổi nhiều hơn, thêm một chút nữa để trưởng thành hơn, để chào đón em bé mới chuẩn bị ra đời. Chị nghĩ là chị áp dụng được khoảng 90%. Nào, thế con Đạt thì sao? Còn mình thì cũng thế, cũng khoảng 90%. Cái bài học ấy thì chị đã lựa chọn là nói chuyện với bố mẹ. Trước đây thì chị ơi có nhiều, rất là nhiều vướng mắc, nói chung là để cho bộ rất là nhiều, thậm chí là cũng ít khi mình chia sẻ với bố mẹ. Nhưng mà cái khóa học này là cái khóa học làm em tự kết nối lại trở lại với chị, giữa chị và bố mẹ. Và thực ra thì kể cả bản thân khi mà chị nói chuyện, trước đây thì chị cũng đã nói chuyện rồi nhưng mà ít hơn so với cường độ, mà sau khi chị tham gia khóa học thì chị chia sẻ nhiều hơn, chị nói về cái vấn đề mà trước đây chị chưa hài lòng như thế nào, và chị chia sẻ là tại sao chị như thế này như thế kia. Nên là bố mẹ chị và chị thì hai người đều có những góc độ nhìn khác nhau, có sao khác nhau, thế nên là bây giờ thì tình cảm càng ngày càng khăng khít. Còn Đạt thì sao Đạt? Mình thì cũng nói chuyện với bố mẹ. Trước đây thì mình cũng với bố mẹ thì cũng không có sự kết nối tốt cho lắm. Nhưng mà sau khi nói chuyện xong thì mình cảm thấy là nói chuyện với bố mẹ tốt hơn. Thứ nhất là mình gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới ban tổ chức đã tạo ra cái khóa học như này. Thứ nhất là một khóa học phi lợi nhuận, một khóa học mang lại rất là nhiều giá trị cho mọi người. Thế sau đó thì có nhiều cái bài giảng đánh đúng vào lòng tâm lý của mọi người để mọi người thức tỉnh, thay đổi, giống như cái việc hồi chuông thức tỉnh, hồi chuông tỉnh thức đấy. Chị nghe xong hoặc là những cái việc học xong mình áp dụng được nó, tuy chưa nhiều nhưng mà đã thay đổi con người chị rất là nhiều rồi. Chị mong rằng là những bạn mà chưa được học trong khóa học này có thể sắp xếp thời gian để dành thời gian cho khóa học, để vì là khóa học mang lại rất là nhiều giá trị. Tuy chưa được rằng là ví dụ như có những vấn đề mình vẫn chưa được áp dụng được nhiều, nhưng mà dù sao thì nó cũng đã thay đổi được về vấn đề tư duy, về vấn đề về tích cực mọi thứ được. Đã. Nếu như mà cái trường hợp này xảy ra thì mình sẽ có phương án nào tốt nhất, thay vì cái việc mà mình xử lý nó chưa được tốt trong cái thời điểm đấy. Mình có thể đã áp dụng delta t tốt hoặc chưa, nhưng mà khi mà mình đọc lại hoặc mình viết ra như một cái phần nhắc lại, ghi chú lại để mình nhìn vào là nếu như có những trường hợp như vậy thì mình sẽ cư xử ra làm sao, mình sẽ giải quyết như thế nào để cho nó tốt nhất và cho nó hòa hợp nhất. Thì nghĩ rằng đó là phương án rất là tốt. Con Đạt ạ, mình nghĩ là khá là hay, nó sẽ giúp cho mình và tất cả mọi người có thêm kinh nghiệm để nếu như mình rơi vào những cái tình huống như thế thì mình sẽ có được một cái cách xử lý tốt nhất. Anh tự đánh giá bản thân mình trước khi tham gia khóa học thì anh vui vẻ với cả mọi người là như vậy, nhưng mà nếu mà về cái việc cá nhân của mình ấy, những việc cá nhân, những cái tâm tư hay là những cái hay là điều tâm sự thì đấy là anh hơi ngại chia sẻ, anh rất khó chia sẻ cái chuyện đấy. Thì sau khi tham gia khóa học xong thì mình cảm giác là mình có thể nói được nhiều hơn, mình có thể chia sẻ được nhiều hơn. Vâng. Thì đấy là cái anh thấy mạnh. Còn Hoàng thì sao? Trước khi tham gia khóa học thì em cũng là một người hòa đồng với mọi người, hòa đồng với anh em đồng nghiệp, với bạn bè xung quanh. Nhưng mà rất là khó khi cả những người mới, những người khác. Đấy, nhưng mà sau khi tham gia khóa học thì khi ở trong một câu chuyện với những người mới, những người khác thì em cũng chủ động nói chuyện với người khác.
nói chuyện nhiều hơn, và đồng hơn được nhiều người hơn nữa. Ờ, về cái mức độ áp dụng delta T thì anh cảm giác là anh áp dụng khoảng 60%. Ờ, có những cái anh áp dụng được khá là dễ đấy, nhưng mà có những cái là mình thấy nhiều khi là mình còn trong lòng mình cũng còn bực tức đến mức độ mà mình còn không buồn nghĩ đến delta T thôi. Dù rằng mình có nghĩ đến delta T nhá, nhưng mình còn không muốn áp dụng nó luôn, bởi vì trong lòng mình vẫn còn nhiều cái nó bực quá. Anh nghĩ là tầm 60% thôi. Còn đối với em thì delta T thì em cũng được khoảng 90% là khá là được, thì em cũng là một người khá là điềm tĩnh sau những cái điều bất thường mà thì em bình tĩnh xử lý. Cái cuộc nói chuyện khó khăn đấy thì trước đấy thì ở trong bài viết thì em nói về người yêu cũ, nhưng mà để mà cái cuộc nói chuyện đấy diễn ra thì em không nói chuyện với bạn ý. Mà cái trước đấy bọn em đã có một cái chữa lành trước khi em đã tham gia khóa học rồi. Vì thế nên em tham gia cuộc nói chuyện khó khăn từ thằng yêu đến người yêu bây giờ hiện tại của em. Là những cái lần em cãi vã với nhau là em có nói lại là những cái lần đấy là lỗi là do là cả hai bên đấy, thì em và bạn ý nói chuyện giải quyết vấn đề, những cái vấn đề mà hai bên không hoãn với nhau, và cả hai đều vui vẻ khi nhận được lời chủ động xin lỗi và những cái lời chủ động. Em nói bạn ấy anh cái này là nội bộ đúng không? Nội bộ anh cũng nói chuyện với cả, có thể nói là người yêu cũ, hai người chỉ nói chuyện cũng khoảng một năm nay rồi, thì để nói chuyện lại thì rất là khó, bởi vì anh thì cũng không phải người chủ động đâu, người chủ động là bạn kia cơ, nhưng mà anh cả trong một bên mình cũng không muốn trả lời câu bắt chuyện đấy của người ta cách đây cũng trước khi tham gia khoa học. Nhưng mà tham gia khoa học xong và đến cái bài tập đấy thì anh mới lật lại tin nhắn, anh mới dở lại cái tin nhắn đấy và anh mới trả lời người ta. Thì hôm đấy mà cũng thực hiện nói chuyện khó khăn với cả cái bạn đó luôn, thì kết quả là hai người bây giờ nói chuyện anh chỉ cảm nhận được và thoải mái hơn một chút thôi, vẫn còn nhiều dè chừng lắm, vẫn còn nhiều chuyện không thoải mái lắm, nhưng dẫu sao là nói chuyện lại được với nhau rồi. Okay. Về tổng quan khóa học thì em thấy là khóa học rất là bổ ích cho tất cả mọi người và cho cả cá nhân em nữa. Và cái điều em tâm đắc nhất trong khóa học là về 5N, ngưng, nghe, ngẫm, nghĩ, nói, là 5 điều đấy em thấy là rất là phù hợp đối với bản thân khi mình bình tĩnh, mình tĩnh lại và mình giải quyết vấn đề bằng cách là ngẫm nghĩ lại nó, và sau đó thì mình bắt đầu mình nói ra. Về tổng quan khóa học thì em thấy là khóa học rất là bổ ích cho tất cả mọi người và cho cả cá nhân em nữa. Và cái điều em tâm đắc nhất trong khóa học là về 5N, nghe, ngẫm, nghĩ, nói, là 5 điều đấy em thấy là rất là phù hợp đối với bản thân khi mình tĩnh lại và mình giải quyết vấn đề bằng cách là ngẫm nghĩ lại nó, và sau đó thì mình bắt đầu nói ra. Gửi gắm đến ban tổ chức thì anh cũng rất là muốn là sau khóa học này thì ban tổ chức sẽ vẫn tiếp tục những khóa học khác, vẫn tổ chức những khóa học khác hàng tháng, rồi cho thật nhiều doanh nghiệp khác đi. Bởi vì anh thấy rằng như khóa học lần này có khoảng tầm gần 1.000 học viên, thì anh vẫn muốn rằng thật nhiều và nhiều học viên khác ở nhiều nơi khác người ta cũng học nữa. Ban tổ chức hãy tổ chức những cái lớp học chất lượng như thế này. Rồi với những bạn mà trong công ty mà chưa tham gia khóa học thì cũng hãy cứ tham gia đi, bởi vì nó chỉ giúp các bạn là đi lên thôi chứ không thể đi xuống được. Và khóa học nó giúp các bạn phát hiện ra trong con người của mình ấy, có rất nhiều cái mà mình chưa biết, hoặc là mình biết đến nó mà biết sai thì mình sẽ nhận ra. Hoàn Hoàng, lời gửi đến ban tổ chức thì em trước tiên là xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức vì đã tổ chức ra một khóa học rất là ý nghĩa và hữu ích. Và về cái chương trình học thì em nghĩ là cái việc ban tổ chức khóa học nên tổ chức đến nhiều người hơn, nhân rộng thêm nữa đến các trường học và các
doanh nghiệp khác nữa để có thể nhiều người biết đến khóa học hơn. Còn về các bạn mà chưa được tham gia khóa học ở công ty mình thì mọi người nên tham gia khóa học đi, vì khóa học rất là hữu ích đối với cảm xúc cá nhân và nó sẽ phù hợp với cả doanh nghiệp và cả đi theo mình. Người gắn đến ban tổ chức thì anh cũng rất là muốn là sau khóa học này thì ban tổ chức sẽ vẫn tiếp tục những khóa học khác, vẫn tổ chức những khóa học khác hàng tháng rồi cho thật nhiều doanh nghiệp khác đi. Bởi vì anh thấy rằng như khóa học lần này có khoảng tầm gần 1.000 học viên, thì anh vẫn muốn rằng thật nhiều học viên khác ở nhiều nơi khác người ta cũng học nữa. Ban tổ chức hãy tổ chức những cái lớp học chất lượng như thế này. Rồi với những bạn mà trong công ty mà chưa tham gia khóa học thì cũng hãy cứ tham gia đi, bởi vì nó chỉ giúp các bạn là đi lên thôi chứ không thể đi xuống được. Và khóa học nó giúp các bạn còn phát hiện ra trong con người của mình ấy có rất nhiều cái mà mình chưa biết, hoặc là mình biết đến nó mà biết sai thì mình sẽ nhận ra. Văn Hoàng, lời gửi đến ban tổ chức thì em trước tiên là xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức vì đã tổ chức ra một khóa học rất là ý nghĩa và hữu ích. Và về cái chương trình học thì em nghĩ là cái việc ban tổ chức khóa học nên tổ chức đến nhiều người hơn, nhân rộng thêm nữa đến các trường học và các doanh nghiệp khác nữa để có thể nhiều người biết đến khóa học hơn. Còn về các bạn mà chưa được tham gia khóa học ở công ty mình thì mọi người nên tham gia khóa học đi, vì cái khóa học rất là hữu ích đối với cảm xúc cá nhân và nó sẽ phù hợp với cả doanh nghiệp và cả đi theo mình. Cái việc biết được cái cảm xúc thì em thấy là rất là phù hợp, vì lý do là cái việc mà biết ra những cái suy nghĩ của mình, biết ra những cái suy nghĩ cá nhân mà mình có thể giải quyết được hoặc không thể giải quyết được, có thể là những người khác có thể hỗ trợ mình những cái việc mình không thể giải quyết, hoặc là những cái việc mình giải quyết được rồi sẽ giúp ích những người khác nữa, thì em thấy việc đấy biết ra rất là phù hợp. Và em thấy có ghi ở đó là điều đó không hề bắt buộc, tức là nó không hề có cái sự gượng ép nào ở đây cả, và mình là ghi ra bằng tâm của mình. Ok, bằng anh Đạt ạ. Anh cũng thấy cái này rất là hay, thậm chí rằng anh thì có suy nghĩ về cái việc biết về cái cảm xúc như thế, thì những cái trường hợp nào mà áp dụng thành công rồi thì nó cũng như là một cái bài học, cũng là một cái ví dụ cho người khác, hay là mình áp dụng không thành công thì được giúp đỡ. Nhưng nhiều khi anh nghĩ rằng nếu kiểu không thành công ấy, khó áp dụng không thành công, thì ngay cái việc mình biết ra thôi, mình chia sẻ cái đấy ra thôi đã làm cho mình nhẹ lòng rồi đó, thì anh thấy là nó rất là hay. Cái việc biết được cái cảm xúc thì em thấy là rất là phù hợp, vì lý do là cái việc mà biết ra những cái suy nghĩ của mình, biết ra những cái suy nghĩ cá nhân mà mình có thể giải quyết được hoặc không thể giải quyết được, có thể là những người khác có thể hỗ trợ mình những cái việc mình không thể giải quyết, hoặc là những cái việc mình giải quyết được rồi sẽ giúp ích cho những người khác nữa, thì em thấy việc đấy viết ra rất là phù hợp. Và em thấy có ghi ở đó là điều đó không hề bắt buộc, tức là nó không hề có cái sự gượng ép nào ở đây cả, và mình là ghi ra bằng tâm. Ok, còn anh Đạt ạ. Anh cũng thấy cái này rất là hay, thậm chí rằng anh thì có suy nghĩ về cái việc biết về cái cảm xúc như thế, thì những cái trường hợp nào mà áp dụng thành công rồi thì nó cũng như là một cái bài học, cũng là một cái ví dụ cho người khác, hay là mình áp dụng không thành công thì được giúp đỡ. Nhưng nhiều khi anh nghĩ rằng nếu chuyện đạt không thành công ấy, khó áp dụng không thành công, thì ngay cái việc mình biết ra thôi, mình chia sẻ cái đấy ra thôi đã làm cho mình nhẹ lòng rồi đó, thì anh thấy là nó rất là hay. Anh thấy nội dung của khóa học là rất là hay, cũng mang tính thực tế rất là nhiều, thú vị, hấp dẫn, làm cho mình cảm thấy tò mò với khóa học ấy. Nhiều khi là mình cũng có cái tâm lý là muốn để xem ngày mai sẽ học cái gì, ngày kia sẽ có những cái gì để thực hành. Cái mà anh thấy thích nhất ở khóa học này nó thực hành cái kết bạn, cái người bạn tốt. Thì mỗi một tuần mình kết bạn với cả một người, mỗi một tuần mình có một người mới để chia sẻ cái gì. Em thấy rằng cái đấy nó hay nhất, bởi vì trước thì mình chẳng thể mình nghĩ đến điều đấy, nhưng bây giờ mình được thực hành mình thấy ok, nó hiệu quả. Còn Hoàng thì sao? Nhìn chung về khóa học thì em cũng tương tự với anh Đạt về cái việc là khóa học rất là vui, rất là bổ ích cho cá nhân em, và em nghĩ là cũng bổ ích cho cả các bạn đồng nghiệp trong phòng nữa. Thì
thì về cái mà em tâm đắc nhất của cái khóa học là cái bụng. Anh thấy nội dung của khóa học là rất là hay, cũng mang tính thực tế rất là nhiều, thú vị, hấp dẫn, làm cho mình cảm thấy tò mò với khóa học ấy. Nhiều khi là mình cũng có cái tâm lý là muốn để xem ngày mai sẽ học cái gì và ngày kia sẽ có những cái gì để thực hành. Thì cái mà anh thấy thích nhất ở khóa học này đó thực hành cái kết bạn, cái người bạn tốt. Thì mỗi một tuần mình kết bạn với cả một người, mỗi một tuần mình có một người mới để chia sẻ các thứ. Anh thấy rằng cái đấy nó hay nhất, bởi vì trước thì mình chẳng thì mình nghĩ đến điều đấy, nhưng bây giờ mình được thực hành mình thấy ok, nó hiệu quả. Còn Hoàng thì sao? Nhìn chung về khóa học em cũng thực sự anh đạt về cái việc là khóa học rất là vui, rất là bổ ích cho cá nhân em, và em nghĩ là cũng bổ ích cho cả các bạn đồng nghiệp trong phòng nữa. Đấy, thì về cái mà em tâm đắc nhất của cái khóa học là cái bụng. Anh thấy nội dung của khóa học là rất là hay, cũng mang tính thực tế rất là nhiều, thú vị, hấp dẫn, làm cho mình cảm thấy tò mò với khóa học ấy. Nhiều khi là mình cũng có cái tâm lý là muốn để xem ngày mai sẽ học cái gì và ngày kia sẽ có những cái gì để thực hành. Thì cái mà anh thấy thích nhất ở khóa học này đó thực hành cái kết bạn, cái người bạn tốt. Thì mỗi một tuần mình kết bạn với cả một người, mỗi một tuần mình có một người mới để chia sẻ các thứ. Anh thấy rằng cái đấy nó hay nhất, bởi vì trước thì mình chẳng thì mình nghĩ đến điều đấy, nhưng bây giờ mình được thực hành mình thấy cũng ok, có hiệu quả. Còn Hoàng thì sao? Nhìn chung về khóa học thì em cũng thực sự anh đạt về cái việc là khóa học rất là vui, rất là bổ ích cho cá nhân em, và em nghĩ là cũng bổ ích cho cả các bạn đồng nghiệp trong phòng nữa. Đấy, thì về cái mà em tâm đắc nhất của cái khóa học là cái bụng. Mong muốn của em đến với khóa học là em rất tò mò về cái việc quản lý cái cảm xúc của bản thân, và khóa học thì nói về là khóa học về cảm xúc, nên là em rất là tò mò. Và sau khi khóa học kết thúc thì em thấy là cái việc quản lý cảm xúc là có thể làm được, và em thấy việc đấy là rất là tốt với từng cá nhân một, và nó sẽ rất là tốt cho tổ chức. Còn Đậu? Anh thì có cái suy nghĩ như này, trước khi tham gia khóa học thì anh cũng biết rằng công ty cũng một vài người theo học thầy rồi, và anh thì lại đặt cho mình một cái này, anh không có một cái kỳ vọng gì cả, anh cứ để như vậy, và anh không có tưởng tượng hay là anh không có kỳ vọng hay anh cũng mong muốn gì ở tổ khóa học hết, là để xem rằng là khi mình tham gia với một cái tinh thần nó trống như thế thì anh sẽ tiếp thu được gì và anh sẽ hỏi được cái gì. Thì đến lúc mà sau khi học xong ấy, thì không phải là có đáp ứng được kỳ vọng của mình hay không, mà mình phát hiện ra rằng là anh muốn kiểu như mình hiểu mình hơn ấy, anh thấy mình hiểu mình hơn. Thì cảm xúc của mình trước anh cũng chẳng nghĩ nó là như thế nào đâu, nhưng bây giờ mình phát hiện ra rằng là cái đấy của mình, cái tính cách đấy của mình nó như thế nào, cái cách anh ứng xử như vậy là tốt hay là sai, đúng hay là chưa đúng ấy, thì anh thấy rằng cái đấy là anh thấy đấy, hài lòng nhất ở khóa học. Mong muốn của em đến với khóa học là em rất tò mò về cái việc quản lý cái cảm xúc của bản thân, và khóa học thì nói về là khóa học về cảm xúc, nên là em rất là tò mò. Và sau khi khóa học kết thúc thì em thấy là cái việc quản lý cảm xúc là có thể làm được, và em thấy việc đấy là rất là tốt với từng cá nhân một, và nó sẽ rất là tốt cho tổ chức. Còn Đậu? Anh thì có cái suy nghĩ như này, trước khi tham gia khóa học thì anh cũng biết rằng công ty cũng một vài người theo học thầy rồi, và anh thì lại đặt cho mình một cái này, là anh không có một cái kỳ vọng gì cả, anh cứ để như vậy, và anh không có tưởng tượng hay là anh không có kỳ vọng hay anh cũng mong muốn gì ở khóa học hết, là để xem rằng là khi mình tham gia với một cái tinh thần nó trống như thế thì anh sẽ tiếp thu được gì và anh sẽ hỏi được cái gì. Thì đến lúc mà sau khi học xong ấy, thì không phải là có đáp ứng được kỳ vọng của mình hay không, mà mình phát hiện ra rằng là
anh muốn kiểu như mình hiểu mình hơn ấy, anh thấy hiểu mình hơn thì cảm xúc của mình trước anh cũng chẳng nghĩ nó là như thế nào đâu, nhưng bây giờ mình phát hiện ra rằng à cái đấy của mình, cái tính cách đấy của mình nó như thế nào, cái cách anh ứng xử như vậy là tốt hay là sai, đúng hay là chưa đúng ấy, thì anh thấy rằng cái đấy là anh thấy đấy, hài lòng nhất ở khóa học. Mong muốn của anh đến với khóa học là em rất tò mò về cái việc quản lý cái cảm xúc của bản thân, và khóa học thì nói về là khóa học về cảm xúc, nên là em rất là tò mò. Và sau khi khóa học kết thúc thì em thấy là cái việc quản lý cảm xúc là có thể làm được, và em thấy việc đấy là rất là tốt từng cái lên một, và nó rất là tốt cho mình. Cảm đầu anh thì có cái suy nghĩ như này, trước khi tham gia khóa học thì anh cũng biết rằng công ty cũng một vài người theo học thầy rồi, và anh thì đặt cho mình một cái này, anh không có một cái kỳ vọng gì cả, anh cứ để như vậy, và anh không có tưởng tượng hay là anh không có kỳ vọng hay anh không có mong muốn gì ở khóa học hết, là để xem rằng là khi mình tham gia với một cái tinh thần nó trống như thế thì anh sẽ tiếp thu được gì và anh sẽ bỏ được cái gì. Thì đến lúc mà sau khi học xong ấy thì không phải là có đáp ứng được kỳ vọng của mình hay không, mà mình phát hiện ra rằng là anh muốn kiểu như mình hiểu mình hơn ấy, anh thấy mình hiểu mình hơn, cảm xúc của mình trước anh cũng chẳng nghĩ nó là như thế nào đâu, nên bây giờ mình phát hiện ra là à cái đấy của mình, cái tính cách đấy của mình nó như thế nào, cái cách anh ứng xử như vậy là tốt hay là sai, đúng hay là chưa đúng ấy, thì anh thấy rằng cái đấy là anh thấy hài lòng nhất ở khóa học. Anh Lộc trước nhá. Trước khi tham gia khóa học ấy thì mình là người khá nhút nhát, nói chung là cũng thi thoảng hơi cục cằn, khó chịu, tự đấy khó chịu, tự đấy bản thân mình cũng còn khó chịu, và nói chung cũng khá nhiều khuyết điểm. Anh Đức Anh thì sao ạ? Trước khi học học thì anh mọi người cũng khá là nhút nhát, cả mình anh thì mất tự tin trước một đám đông. Thứ hai là những đặc điểm của anh thấy là khá là lớn. Ok. Sau học thì anh cảm thấy là mình áp dụng NLP được 80%, 20% sau còn lại là rơi vào những tình huống nhanh quá, sẽ nhanh quá mình không thể tự kiểm chế được bản thân mình. Okay. Anh Đức Anh. Anh nhìn chắc là độ 90%. Thì từ trước giờ thì anh cũng đã có những thời gian mà suy nghĩ tiêu cực khá là nhiều, nên là cho đến thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy những cái việc mà nó bất như ý mình xảy ra thì mình sẽ coi như là mình bỏ qua luôn, mình không suy nghĩ nhiều nặng vào vấn đề nữa. Anh thấy nội dung khóa học sở cái bụng rất là tuyệt vời, vì nó mang lại cho mình rất nhiều những điều mà mình chưa bao giờ mình nghĩ tới về cái hành động. Nội dung của sở cái bụng thì anh thấy thứ nhất là một nghe và đồng cảm, vì sau khi học xong bài đấy thì anh đã có thể kết nối lại với một người bạn của anh mà trước kia thì hai người đã từng hiểu lầm nhau, không mời nhìn mặt nhau lâu lắm rồi. Như anh thì sao? Còn anh thì anh thấy nội dung của khóa học thì rất là thú vị, và ngoài những cái bài tập thực hành ra thì anh còn được nghe những cái chia sẻ của những người mà cùng cái đấy, cảm thấy như cho mình một cái bài học, cũng như là những cái kinh nghiệm để mình có thể khi mà mình mắc phải thì mình có thể giải quyết được nó cách nhanh nhất. Và cái bài tập bài cái nội dung đấy anh thích nhất là lắng nghe và đồng cảm. Anh thì từ trước giờ những cái mối hệ của anh thì có những vấn đề khúc mắc gì là anh thường anh giải quyết luôn, và không để còn như là phải suy nghĩ thêm về sau nữa, nên là như vừa rồi là anh không có ai để hỏi. Cuộc trò chuyện vừa rồi thì anh có nói chuyện một người bạn, chúng là hai người đã gọi là lâu lắm không liên lạc, thì chúng hai từng người cũng đã từng hiểu lầm nhau, nhưng mà sau bài hôm đấy thì anh có gọi điện và liên hệ với nói chuyện với người đó, thì cuộc nói chuyện cũng dài khá lâu, lúc đầu thì cũng hơi khó hơi sượng để bắt đầu một câu chuyện, nhưng mà sau ra nói chuyện dài hơn một chút thì hai người đã hiểu nhau hơn. Chúng cũng hiểu hơn về nhau và chúng cũng giải quyết được cái mâu thuẫn hồi trước, nên là nghĩ là
cái mong muốn mới đầu của anh thì là học thì các em mình muốn học thêm những cái kỹ năng để mình có thể trong cuộc sống. Thì sau khi học xong thì anh thấy mình đã như trau dồi được thêm rất là nhiều cái kỹ năng. Ok, còn anh Lộc ạ? Mong muốn của anh trước khi học là trong thời gian học thì mình có thể tìm được thì con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức cũng như chị Angelina là người đồng hành cùng với tổ của anh trong khóa học. Thì qua đây thì cũng muốn chia sẻ với thì sau khóa học thì anh cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban tổ chức, đến thầy giáo cũng như chị Angelina đã đồng hành với tổ của anh trong 21 ngày vừa rồi. Thì cũng muốn gửi gắm đến các bạn đồng nghiệp chưa học thì hãy lên thử học một lần để hiểu được cái bản thân cũng như hiểu được cái tính cách bên sâu trong con người của mình hơn. Anh Lộc ạ. Anh muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới ban tổ chức cùng chị Angelina đã đồng hành cùng cả nhóm trong 21 ngày vừa rồi. Và anh muốn gửi lời tới những bạn anh chị đồng nghiệp chưa học khóa học này thì hãy cố gắng học khóa học dù chỉ một lần. Biết đâu đó thì họ sẽ tìm được một cái gì đó đấy, một điều gì đó trong tất cả những bài học của 21 ngày vừa rồi đã gọi là giúp mình thay đổi của mình, cuộc đời mình. Anh xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể ban tổ chức cùng chị Angelina đã đồng hành cùng cái nhóm trong 21 ngày vừa rồi. Và cũng muốn gửi lời tới những anh chị đồng nghiệp chưa từng tham gia khóa học thì hãy cố gắng tham gia khóa học một lần. Thì biết đâu thì những anh chị ấy sẽ tìm được điều gì đó để thay đổi cuộc đời mình. Anh nghĩ điều đấy khá là thú vị nhưng mà rất là hay, giúp cho những mọi người bí quá. Anh thấy điều đấy là khá là tuyệt vời vì trong lúc khóa học 21 ngày thì anh có đôi khi suy nghĩ là sau giờ học thì mình có thể áp dụng NLT được nữa không, vì có thể là trong học thì mình bắt buộc phải làm bài tập thì mình có thể sẽ nhớ hàng ngày, nhưng mà sau khi là 21 ngày thì có thể biết đâu đó mình sẽ phải quên lãng nó đi, nhưng mà khi mà công ty sẽ áp dụng điều này thì anh sẽ ghi nhớ hàng ngày và được áp dụng NLT hàng ngày nhiều hơn. Anh Đức Anh ạ, anh thấy điều này rất là hay. Thì trước tiên thì mình có thể chia sẻ được điều đấy với mọi người, và thứ hai thì cũng mọi người có thể đọc được và biết đâu sẽ gặp phải những cái tình huống như như của mình để rút ra những bài học